chương 4380, Phùng Gia, lang Hàn được mời vào trong đại sảnh, hắn nhìn thấy, đồng gia còn có khách nhân khác, hai người đồng khiếu, đồng thư hoa đang ngồi ở chủ vị, bên dưới có hai nam tử đang ngồi, một người là trung niên hơn 40 tuổi, một người khác là thanh niên hai mươi mấy tuổi. Có thể ngồi ngang hàng với hai người đồng gia, thực lực hai người này cũng phải là cấp bậc sinh đan. lang Hàn sử dụng nhãn thuật quan sát, hắn lập tức giật mình. Nam tử trung niên chính là sinh đan cảnh, nhưng nam tử trẻ tuổi cũng là sinh đan mặc dù hắn sớm đoán được nhưng hai mươi mấy tuổi là sinh đan vẫn làm hắn kinh hãi bởi vì người này quá trẻ tuổi tiền tiểu hữu rốt cục ngươi cũng tới rồi đồng khiếu cười ha ha nói nhanh mời ngồi mời ngồi hắn làm ra tư thế xin mời nhưng người lại không có động còn làm ra dáng vẻ cao cao tại thượng dáng điệu nên làm vẫn phải làm dù sao hắn cũng là cường giả sinh đan học kỳ lăng hàn lộ ra vẻ ngạo mạn hắn hiện tại là thiên kiêu trẻ tuổi cậy tài kinh người, đương nhiên phải cầm đủ dáng điệu, hắn dùng tư thế khí phách ngồi xuống. Hừ, chú đỉnh nho nhỏ còn có tư cách ngồi trước mặt ta sao? Đột nhiên người trẻ tuổi mở miệng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lăng Hàn. Người họ đồng, Lăng Hàn hỏi, người tuổi trẻ kia sướng sờ, vô ý thức lắc đầu, đương nhiên hắn không thể đổi họ loạn. Đã không phải họ đồng, việc này liên quan gì đến ngươi? Lăng Hàn nói một câu, hôm nay hắn tới tỉnh số, đương nhiên sẽ phách lối tới cùng. Ngươi, người tuổi trẻ kia lập tức đứng lên, hắn giận không kiềm được. Mặc dù hắn là sinh đan cảnh, có thể nói thực lực cực kỳ cường đại, nhưng hiển nhiên tâm tính của hắn không theo kịp, dù sao hắn còn quá nhỏ. Linh Thành, ngồi xuống, nam tử trung niên ngồi bên cạnh hắn uống trà, hắn vừa uống vừa quở trách. Tứ thúc, người tuổi trẻ kia không cam lòng, hắn quay đầu nhìn sang nam tử trung niên kia. Bọn họ cũng là thổ dân tại đây, đến từ phùng ra trong tòa nhà bên cạnh, người trung niên kia tên là Phùng Bộc, nam tử trẻ tuổi tên là Phùng Linh Thành. Phùng gia vốn có bốn tên sinh đan, lại thêm Phùng Linh Thành cũng đột phá, cho nên bọn họ có năm tên sinh đan, thực lực này cường đại và đủ độc bá một phương. Lần này, Phùng, đồng muốn thông gia với nhau, Phùng Linh Thành chính là người trong cuộc, cho nên tự mình tới cầu hôn. Thân là người Phùng gia, tự nhiên mỗi người đều có mắt cao hơn đầu, nhưng thiên tài Phùng Linh Thành còn trẻ đã bước vào sinh đan cảnh, tự nhiên càng kiêu ngạo hơn, lang Hàn lúc này muốn giết người. Cũng may, hắn biết nơi này là địa bàn của đồng gia, lúc này mới cố nén không xuất thủ ngay lập tức. Phùng bộc thản nhiên nói, ngươi sắp thành con rể của đồng gia, xem như nửa người đồng gia, có người mở miệng bất kính với ngươi, tin tưởng đồng bá bá và nhạc phụ của ngươi sẽ không ngồi nhìn. Bị hắn ép buộc như thế, sắc mặt đồng khiếu cùng đồng thư hoa không dễ nhìn. Ha ha, hiền tế yên tâm, ngươi sẽ không bị ủy khuất. Đồng thư hoa vội vàng nói, hiện tại đồng gia không được như xưa, thiếu đi một sinh đan cảnh, mà phùng gia lại nhiều ra một người năm so với hai tranh lệch quá xa cho nên ở trước mặt phùng gia đồng gia sẽ lâm vào yếu thế nhị đương gia người nói lời này có ý gì Lăng hàn mở miệng sắc mặt âm lãnh nhị đương gia sắc mặt đồng thư hoa tối đen giảng đạo lý xương hô này nói rõ địa vị của hắn trong đồng gia nhưng bọn họ không phải sơn tặc hay cường đạo xương hô này có ý gì tiên tiểu hữu vị này là phùng linh thành mặc dù tuổi tác không khác gì ngươi hắn lại là cường giả sinh đan cảnh hắn trầm giọng nói ra dù sao hắn rất xem trọng lăng hàn bởi vì chuẩn đế cũng vừa mắt lăng hàn hiện tại tu vi lăng hàn không cao nhưng tương lai sẽ có cơ hội thành thánh đây chính là đầu tư lâu dài lăng hàn cười nhạt một tiếng sinh đan cảnh thì thế nào ta đã gặp được chuẩn đế đấy đây là trang bức phùng linh thành bị lăng hàn chọc giận hắn không thể nhẫn nại được nữa lập tức chỉ vào lăng hàn và nói tiểu tử vô tri cho dù hôm nay ai khuyên cũng vô dụng ta nhất định phải giáo huấn ngươi thật tốt. Thực lực của Phùng Gia hơn xa Đồng Gia, cho nên hắn không hề cố kỵ. Lăng Hàn nhìn sang hai người đồng khiếu, đồng thư hoa, cười nói. Hai vị, có người điên làm loạn trong nhà, các người cũng không quản hay sao. Đồng khiếu, đồng thư hoa biểu lộ xấu hổ, bọn họ bất mãn Phùng Linh thành bao biện làm thay, lại giận Lăng Hàn phách lối không thức thời. Nhưng bọn họ không thể đắc tội Phùng Gia, thấy Phùng Linh Thành đã tức giận đến nước này, Phùng Bộc vẫn uống trà, hiển nhiên hắn cố ý dung túng, cho nên bọn họ không dám ngăn cản. Cũng tốt, giáo huấn lăng hàn một chút, cũng nên nhắc nhở hắn khiêm tốn một chút. Hừ, hiện tại không có người nào làm chỗ dựa cho ngươi, sợ rồi sao? Phùng Linh Thành từ tốn nói, trong mắt mang theo trào phúng. Ngươi có thể phách lối chỉ vì ỷ vào hai người đồng gia, hiện tại hai người này không dám làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi còn không phải biến thành con chó vẫy đuôi. Lang Hàn nhìn sang hai bên, chó dại sủa loạn ở đây, tại sao không có người nào đuổi nó ra ngoài? Người muốn chết, Phùng Linh Thành hét lớn, hắn vốn muốn giáo huấn Lăng Hàn, dù sao cũng nên chừa chút mặt mũi cho nhạc phụ tương lai, nhưng Lăng Hàn lại kích động hắn, từ đó hắn sinh ra sát ý. Hắn nhanh chân đi tới gần Lăng Hàn, oanh, khí thức sinh đan cảnh bộc phát, bốn phía sinh ra vòng xoáy và tỏa ra uy áp đáng sợ. Ba, 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 bình hoa trong đại sảnh sụp đổ. Sinh đan phát huy không giống bình thường, Lăng Hàn thong dong chấn định, hắn đã tiến vào thập đỉnh chiến lược có thể sánh bằng sinh đan tam trọng thiên thậm chí vận dụng tuyệt chiêu cũng có thể giết chết hắn có thể quan tâm một tên vừa tiến vào sinh đan cảnh hay không chẳng lẽ phùng linh thành có yêu nghiệt giống phong kế hành tống lam hay sao vừa vào sinh đan đã có chiến lược tam trọng thiên thật không biết ngươi lấy dũng khí ở nơi nào phùng linh thành xuất thủ hắn vỗ vào đầu lăng hàn hiền chất xin hạ thủ lưu tình tha mạng kẻ này suốt cuộc đồng khiếu cũng mở miệng hắn cũng không muốn lăng hàn chết đây là người trẻ tuổi tài hoa hơn người hơn nữa còn là kẻ đến từ bên ngoài bọn họ muốn rời khỏi nơi đây mà một khi rời đi sinh đan cảnh tính là cái gì cho nên tuyệt đối không thể giết chết những kẻ bên ngoài có hậu trường kinh người nếu không động một chút sẽ có cường giả cấp giáo chủ giết tới báo thù như vậy chẳng phải chọc mối họa diệt tộc phùng bộc lại mở miệng nói đồng huynh không cần cố kỵ chúng ta đã đạt thành ước định với phong kế hành chờ sau khi rời khỏi bí cảnh chúng ta có thể đầu nhập vào long hoa thánh địa Câu này mặt ngoài nói cho Đồng Khiếu nghe, nhưng trên thực tế lại đang làm chỗ dựa cho Phùng Linh Thành. Đã giết thì đã giết, ngược lại bọn họ đầu nhập vào môn Hạ Thánh Địa, cần phải quan tâm tới ai hay sao? Cho dù là đế tộc, nếu không cần thiết sẽ không đi trêu chọc thánh địa. Nghe câu này của Phùng Bộc, Phùng Linh Thành càng không cố kỵ nữa, hắn cười lạnh và gia tăng tốc độ công kích. Lăng Hàn lắc đầu, hắn đứng lên và xuất một trưởng về phía Phùng Linh Thành. Chương 4381, bại sinh đan. Ầm um, Mọi người nhìn thấy một bóng người bay nhanh ra ngoài, người này dùng tốc độ cực nhanh va vào bức tường. Làm cho người ta cảm thấy ra đầu tệ dại chính là, người đứng lại ở đây không phải Phùng Linh Thành, mà là Lăng Hàn. T. Tại sao lại như vậy? Cho dù hai sinh đan đồng ra hay Phùng Bộc, tất cả ngạc nhiên như gặp quỷ. Chú Đỉnh, một tên chú Đỉnh mà thôi, hắn lại có thể đánh bay sinh đan cảnh Phùng Linh Thành. Đúng vậy, Phùng Linh Thành vừa đột phá, thậm chí cảnh giới còn chưa vững chắc hoàn toàn, thậm chí chiến lực còn chưa đạt tới nhất trọng thiên nhưng sinh đan chính là sinh đan từ cấp độ đã nghiền ép chú đỉnh, đây chính là thiết luật nhưng hiển nhiên hiện tại thiết luật đã mất đi hiệu lực ầm um, phùng linh thành phá vách tường giết trở về trên mặt hắn sinh ra lửa giận như muốn đốt cháy tất cả lang hàn bật cười đầu óc của ngươi mất linh hay sao ngươi vừa phá một cái động hiện tại còn phá thêm cái mới ngươi muốn biểu thị mình có đầu sắt hay muốn phá nhà đồng ra phùng linh thành tức giận nói không ra lời tại sao có người miệng lưỡi ác độc như thế? Người sẽ chết rất khó coi. Một lát sau, hắn mới gần giọng nói ra từng chữ. Lăng Hàn nhún vai, ta thật sự rất sợ. Chết, Phùng Linh Thành lao thẳng về phía trước. Lần này hắn vận dụng đại chiêu, trong nắm đấm có ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh nhúc nhích hóa thành thanh dao. Có thể nhìn rõ ràng, thanh dao sinh ra rất nhiều ký hiệu, thanh dao do lực lượng to lớn tạo thành, còn kèm theo năng lượng tầng thứ cao, một khi nổ tung đủ sinh ra uy lực sinh đan nhất trọng thiên. Phùng bộc gật đầu, nói, Linh Thành không hổ là thiên kiêu Phùng gia ta, thanh giao quyền đã đạt tới chân tủy, dù là ta, trong cùng giai chỉ mới đạt tới cấp độ này mà thôi. Mặc dù vừa rồi thất bại nhưng kẻ bên ngoài đều có bối cảnh lớn, được ban cho cho rất nhiều bí bảo, cho nên, tiểu tử kia đột nhiên bộc phát ra chiến lược siêu việt sinh đan nhất trọng thiên cũng không kỳ lạ. Vấn đề là, không thể dùng bí bảo liên tục, bởi vì đối với chú đỉnh mà nói, bí bảo cấp bậc sinh đan giống như cái động không đáy, nó có thể hút khô chú đỉnh. Cho nên, Phùng Linh Thành dùng ra đại chiêu, tám thành khả năng bí bảo của Lăng Hàn không thể vận dụng được, nó sẽ biến mất, khi đó kết quả là thế nào? Oanh, con thanh dao kia đã lao tới, nó cuốn lấy Lăng Hàn, chỉ cần bị nó bao phủ, tất cả ký hiệu sẽ nổ tung, từ đó bộc phát ra lực phá hoại vô tận. Lăng Hàn đứng chắp tay, hắn không thèm để ý tới. Nếu như đại hắc cẩu ở nơi này, khẳng định sẽ kinh hô Lăng Hàn lại sắp trang bức. Nhưng trong mắt người hai nhà đồng, Phùng lại không phải là trang bức, mà là thực lực không nổi, không có biện pháp đối kháng. Thanh dao quấn lấy và nổ tung, oanh, năng lượng kinh khủng đánh vỡ đại sảnh của đồng gia. Tất cả lực lượng tập trung lại và bộc phát trên thân lăng hàn, bằng không, toàn bộ đồng gia sẽ biến mất. Cho bụi bao phủ khắp nơi, mọi người đều kịp thời nhảy ra khỏi đại sảnh, nếu bọn họ bị đánh trúng, chắc chắn sẽ chật vật không chịu nổi. Hư, tự ăn ác quả, Phùng Linh Thành lạnh lùng nói ra, trên mặt mang theo châm chọc. Trong con mắt của mọi người, đáng ra phải thế cho dù sinh đan cũng phải trọng thương càng không cần nói tới chú đỉnh nhưng cho bụi dần dần biến mất bọn họ nhìn thấy một người đang đứng trong phế tích chính là lăng hàn tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt không dám tin vào mắt mình bọn họ nhìn lăng hàn như nhìn thấy quỷ xảy ra chuyện gì tại sao ra hỏa này không có việc gì lăng hàn cười nhạt một tiếng có phải rất bất ngờ hay không tất cả mọi người gật đầu việc này không phải ngoài ý muốn từ đó có ý nghĩa quá dọa người Ngươi thật sự là chú đỉnh sao? Hừ, ta cũng không tin bí bảo trên người của ngươi có thể kích phát nhiều lần. Phùng Linh Thành nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lại lao tới giết Lăng Hàn. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ, bước chân hắn di động dẫn theo Phùng Linh Thành đi khắp nơi, từ đó đồng ra liền biến thành phế tích. Sắc mặt đồng khiếu, đồng thư hoa rất khó coi, âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Phùng Bộc đành phải lúng túng nói, chờ Linh Thành giết ác tử này, Phùng ra chắc chắn sẽ trùng kiến đồng ra giúp hai vị. Đây không phải vấn đề trùng kiến hay không trùng kiến. Sắc mặt hai người đồng khiếu tái nhợt, đây là vấn đề mặt mũi. Đồng gia là bá chủ nơi này, không người nào có thể giao động địa vị của bọn, nhưng bây giờ nhà bị ngươi hủy, còn có vô số người nhìn thấy, mặt mũi của đồng gia giấu ở nơi nào. Phùng bộc cực kỳ xấu hổ, hắn hận tại sao Lăng Hàn lại chống đỡ lâu như thế, bây giờ còn không có bị oanh sát, bằng không làm gì có nhiều việc như thế. Đánh lâu nhưng không thể xử lý Lăng Hàn xử lý, Phùng Linh Thành cũng cảm thấy mất mặt. Hắn cảm thấy hoài nghi, trên người Lăng Hàn giấu bí bảo gì, tại sao có thể giúp đối phương chống đỡ lâu như vậy. Một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn, nhưng lập tức bị hắn phủ định, việc này quá hoang đường. Tại sao chú đỉnh có thể có được chiến lược cấp sinh đan, quả thật là nói đùa. Hắn giống to, chiến lược bộc phát hoàn toàn, hắn muốn gây áp lực lên Lăng Hàn, từ đó làm đối phương tan vỡ. Lười chơi với ngươi, Lăng Hàn thản nhiên nói một câu, hắn không còn chống đỡ, mà là tấn công Phùng Linh Thành một đạo sát khí xung kích gặp tới, Phùng Linh Thành cảm thấy thân thể cứng đờ. Cao thủ so chiêu, có thể cho phép phạm sai lầm nhỏ hay sao? Lăng Hàn đã đánh vào lồng ngực của Phùng Linh Thành, sau đó tiện tay ném Phùng Linh Thành ra ngoài, đối phương kéo lên một cái rãnh dài vài chục trượng trên mặt đất. Hóa đám người phùng bộc, đồng ra hóa đá, chẳng lẽ Lăng Hàn trước đó vẫn chơi đùa với Phùng Linh Thành hay sao? Hiện tại một khi nghiêm túc, đã đánh bại Phùng Linh Thành trong nháy mắt. Thằng nhãi danh lớn mật, Phùng Bộc giết tới, cháu của mình bị một tên chú đỉnh đánh bại, hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, nhất là ở trước mặt người đồng gia. Cho nên, Lăng Hàn phải chết, nhưng hắn là sinh đan trung kỳ, lực lượng đạt đến tam trọng thiên, một kích của hắn mang theo lực lượng vô tận. Lăng Hàn vận chuyển đại La Thiên bảo thuật đấu với Phùng Bộc. Về mặt sức mạnh hắn không bằng đối phương, nhưng nói đến tiên thuật, hắn nắm giữ quá nhiều kỹ pháp cao cấp. Oanh, 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 hai người đấu, được bảo thuật tăng phúc chiến lực, chiến lực của Lăng Hàn không kém gì Phùng Bộc cái này người đồng gia đã bó tay chú đỉnh này quá biến thái hắn có được chiến lược sinh đan tam trọng thiên yêu nghiệt vô biên đây là tất cả chiến lược của lăng hàn hay sao đương nhiên không phải sau khi đánh vài chiêu lăng hàn lại vận dụng sát khí xung kích từng lớp từng lớp đả kích liên tục cho dù sức chống cự của phùng bộc cực mạnh hắn vẫn trúng chiêu và lâm vào thế hạ phong người đồng gia sắp điên rồi ngay cả sinh đan trung kỳ chiến lược tam trọng thiên đỉnh phong cũng không đánh lại lăng hàn đây còn là chú đỉnh hay sao chương 4382, tiết lộ thân phận. Người thế giới bên ngoài mạnh như vậy sao? Người đồng ra sắp điên lên, tại sao lại có chú đỉnh mạnh như vậy? Người uống máu thánh nhân sao? Hai tay của Lăng Hàn đánh ra từng đạo thần mang. Bình thường, nếu vận dụng thần mang công kích, như vậy khẳng định cần cách một đoạn thời gian mới đánh ra thần mang thứ hai, nhưng Lăng Hàn có bao nhiêu đạo thần mang? Không tính huyến cảnh hắc mang, hắn có tám đạo thần mang công kích. Đây là khái niệm gì? chí ít tương đương với thánh thuật, hỗn độn thần lôi có thể sánh ngang đế thuật, tám đạo thay nhau sử dụng, hoàn nữa không có thời gian chờ. Đương nhiên, việc này rất đáng sợ, tương đương với đại đế trẻ tuổi dẫn theo bảy tiên tiểu đệ thánh nhân đồng loạt ra tay, có ai chịu nổi. Oanh, một kích mà thôi, phùng bộc đã nghỉ cơm, hắn bị trọng thương cực nặng. Lúc này mới bao lâu, hai đại sinh đan đã bị lăng hàn đánh bại. Lăng hàn đi qua, hắn bắt đặt phùng bộc và phùng linh thành nằm cùng một chỗ, sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng đầy sát khí. Lúc này, đám người đồng gia mới khôi phục tinh thần quá kinh ngạc hai đại sinh đan đều bị Lăng hàn đánh bại dễ như trở bàn tay chuyện này làm bọn họ kinh hãi ha ha tiền tiểu hiếu xin bất giận đồng khiếu vội vàng nói hắn sợ Lăng hàn tức giận giết hai người phùng gia như vậy phùng gia khẳng định trốn không thoát quan hệ sẽ bị phùng gia giận chó đánh mèo mà phùng gia còn có ba tên sinh đan cảnh theo thứ tự là một tên sinh đan trung kỳ một tên sinh đan hậu kỳ và một tên sinh đan viên mãn đừng nói ba người cùng nhau tiến lên chỉ cần phái tên sinh đan viên mãn tới hắn liên thủ với đồng thư hoa cũng khó đối kháng cho nên hai người phùng ra tuyệt đối không thể chết a à, tại sao vừa rồi không thấy người bảo bọn họ bớt giận lang hàn từ tốn nói vẻ mặt đồng khiếu đầy xấu hổ hắn dám ngăn cản người phùng ra đương nhiên hắn không nói như vậy hắn vội vàng nói tiểu Hiếu, về sau chúng ta là người một nhà xin cho ta một ít mặt mũi tốt lang hàn gật đầu Đồng khiếu lập tức vui mừng, đáng tiếc hắn hoảng sợ phát hiện lăng hàn nâng chân lên đạp xuống, bốp, đầu của phùng bộc nhão nhuệt. Mặc cho ngươi là sinh đan thì thế nào, đầu bể nát khẳng định phải chết. Không, đồng khiếu cảm giác thiên địa đang xoay tròn, hắn suýt nữa hôn mê tại chỗ. Chết rồi, phùng bộc chết rồi, lần này xong, phùng gia sẽ nổi giận thế nào. Ngươi, đồng khiếu tức giận quát lớn, hắn hiện tại tức giận muốn giết người. Lăng hàn cười một tiếng, hắn lại dẫm lên đầu phùng linh thành ý cảnh cáo quá rõ ràng. Nếu ngươi dám xông lên, ta sẽ dẫm nát đầu người này. Đồng khiếu sợ ném chuột vỡ bình, hắn không dám động thủ. Thả người, mọi việc đều có thể thương lượng. Đồng khiếu trầm giọng nói, đây là thiên kiêu của phùng gia, mặc dù phùng bộc chết sẽ làm phùng gia giận dữ, nhưng chưa đến mức nổi điên, nhưng phùng linh thành lại chết, phùng gia nhất định sẽ nổi điên. Tốt, Lăng Hàn cười cười, hắn nhấc chân lên, mặc dù nghe Lăng Hàn nói thế, nhưng đồng khiếu lại có cảm giác không lành, bởi vì lúc trước Lăng Hàn vừa mới nói tốt, Phùng Bộc đã bị đạp chết. Tiểu tử này ra bài không theo lẽ thường. Ba, Lăng Hàn quả quyết đạp xuống, chỉ thấy máu tươi bắn ra tung tóe, Phùng Linh Thành, thiên kiêu của Phùng gia cũng biến thành thi thể. Tư, máu nóng chảy khắp mặt sân, Đồng Khiếu cảm giác mọi thứ biến thành màu đen, trong đầu chỉ có một ý niệm, đồng gia xong rồi. Dù là Phùng Bộc, Phùng Linh Thành đều không phải chết trong tay người đồng gia, nhưng Lăng Hàn lại là đồng gia mời tới, hơn nữa đồng gia cũng không có cứu viện, chỉ đứng bên cạnh nhìn, chuyện này nên thoái thác thế nào. Dù sao đồng khiếu cũng là lão hồ ly, hắn làm gia chủ đồng gia nhiều năm, cho nên đầu óc của hắn rất linh hoạt. Việc này sai không ở tiểu hiếu, mà là hai người phùng gia khinh người quá đáng. Đồng khiếu nghiêm túc nói ra, lời nói của hắn đầy chính nghĩa. Tình huống như thế nào? Người đồng gia ngây người, tại sao đồng khiếu lại có khuynh hướng lăng hàn? Đại ca, đồng thư hoa lên tiếng, mặc dù hắn luôn luôn nghe lời đại ca nhưng hôm nay hắn không thể tiếp thu nổi việc này. Đồng khiếu dùng thần thức truyền âm, nói, việc đã đến nước này, chúng ta xác định đã trở mặt với phùng gia, cho nên, không bằng đâm lao phải theo lao, từ đó bám chặt vào tiểu tử này. Người suy nghĩ một chút, tiểu tử này có tu vi chú đỉnh đã có thể chém giết sinh đan trung kỳ, chờ hắn bước vào sinh đan thì sao, chúng ta cần e ngại phùng gia. Đó là kẻ bên ngoài, có bối cảnh kinh người tại thế giới bên ngoài, chỉ cần chúng ta bám theo hắn, ngày sau còn sợ không lên như diều gặp gió đúng rồi đồng thư hoa âm thầm vỗ tay vẫn là đại ca thông minh trực tiếp biến một chuyện bất lợi thành có lợi cho đồng ra hắn nhìn đồng khiếu trong ánh mắt mang theo sùng bái không che giấu tiền tiểu hữu mời theo mời theo chúng ta rời đi chỉ cần đồng khiếu ta còn thở một hơi ta tất bảo vệ ngươi bình an đồng khiếu nói như chém đinh chặt sắt lang hàn cười cười ngươi nói thật đương nhiên ta nhất ngôn cửu đỉnh đồng khiếu vỗ ngực nói cho dù ta làm thịt lão tam nhà của ngươi lang hàn lại hỏi có ý gì, người đồng ra không hiểu, đồng lão tam chính là đồng vĩnh ninh, hắn chết trong tay ác tặc kia, còn cố ý cho người trở về báo tin, thật ghê tởm. Ha ha, tiểu hữu chưa có nói đùa, đồng khiếu nói, trên mặt hắn tươi cười nhưng đang áp chế lửa giận. Hai sinh đan phùng ra bị giết, hắn đã đủ đau đầu, hiện tại Lăng Hàn lại nhắc tới việc đồng vĩnh ninh, chẳng lẽ hắn đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Lăng Hàn lắc đầu, mặc dù ta thích nói đùa nhưng cũng phải phân người nào, nói đùa cùng các ngươi. Ha ha, ta không có hứng thú như vậy, tiểu tử, người không nên quá cuồng, đồng thư hoa quát lớn, hắn nhịn không được, đến đây, xem gương mặt thật của ta, lăng hàn xóa đi ngụy trang, cái gì, ngóa, con mẹ nó, lúc này tất cả người đồng ra giận không kềm được, chẳng phải là tên ác đồ kia sao, kẻ cầm đầu giết đồng vĩnh ninh. Lần này mọi người giật mình, thế gian này làm gì có nhiều biến thái như thế, là chú đỉnh đã có thực lực chém giết sinh đan, thì ra cả hai là cùng một người. Là ngươi, đồng khiếu đã hiểu ra vì cái gì lăng hàn lại không nể mặt mũi như thế thì ra đối phương tới báo thù lăng hàn cười ha ha nói có ngạc nhiên hay không có ngoài ý muốn không không có ngạc nhiên chỉ có kinh hãi tất cả người đồng ra tức giận nhìn lăng hàn hỗn đản này không chỉ giết người của bọn họ còn đào cái hố to cho bọn họ nhảy vào kéo phùng ra trở thành kẻ thù của bọn họ tốt 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 đồng khiếu ngửa mặt lên trời nói ta thề nếu không chém ngươi ta thề không làm người Lăng Hàn cười một tiếng, sau này ngươi không còn cơ hội làm người. Chết, đồng khiếu lao tới, hắn tấn công Lăng Hàn. Hắn là sinh đan hậu kỳ, chiến lực bạo tăng đạt tới lục trọng thiên, hoàn toàn vượt xa Lăng Hàn. Đối mặt với cường giả như thế, cho dù là Lăng Hàn cũng không dám đón đỡ, hắn phát động chỉ xích thiên nhai, hắn khi dễ đồng khiếu không nắm giữ thân pháp cao thâm, hắn vừa tránh né công kích của đối phương, vừa hạ sát thủ chém giết người đồng gia. Trường 4383, đồng gia bị diệt. Lăng Hàn không hạ thủ lưu tình, chỉ cần nhìn người ngoài phố thống hận đồng ra thì biết người đồng ra bình thường phách lối và bá đạo cỡ nào, cho nên hắn không cần hạ thủ lưu tình. Dừng tay, dừng tay, đồng khiếu gầm thét, hắn không ngừng đuổi theo. Ác tặc, đồng thư hoa cũng gia nhập chiến đoàn, ở tại nơi này, chỉ có hai người bọn họ mới có thể đối kháng Lăng Hàn. Lăng Hàn không ngừng ra tay với người khác, chiến lực của hắn thật sự còn trên đồng thư hoa, nhưng dù sao người ta cũng là sinh đan cảnh, thực lực vẫn còn mạnh hơn không ít, hắn tạm thời không nghĩ lãng phí thời gian vào đồng thư hoa. Hắn không ngừng xuất thủ, kỳ thật cũng không cần trực tiếp đánh chúng, hắn vận dụng sát khí xung kích cũng đủ làm người đồng ra ngã xuống từng đám. Tốt, ở bên ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy mà đã hiền hận không thể vỗ tay khen hay. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lăng Hàn, hiển nhiên hắn không địch lại đồng khiếu, cho nên tránh sau khi vỗ tay sẽ gặp họa, cho nên bọn họ chỉ hưng phấn và giống to trong nội tâm. Không ít người đồng ra hận không thể chém giết Lăng Hàn ngay lập tức, hơn nữa, bởi vì đồng gia trước đó bị Phùng Linh Thành đánh thành phế tích, hiện tại nơi này không có nơi che khuất tầm mắt mọi người, cho nên mọi người đều có thể nhìn thấy tận mắt. Chỉ qua vài phút đồng hồ, đồng gia chỉ còn lại hai người còn sống. Đồng Khiếu, Đồng Thư Hoa, a, à, hai người Đồng Khiếu ngửa mặt lên trời gào thét, đây chính là diệt tộc. Bọn họ cũng không cần lo lắng Phùng gia, bởi vì đồng gia đã xong đời, còn cần để ý lửa giận của Phùng gia. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn sang Đồng Thư Hoa, còn có một người nằm trong phạm vi xử lý của hắn. Trong mắt đồng khiếu chảy huyết lệ, trước đó hắn còn hùng tâm bừng bừng, nhưng bây giờ đồng ra lớn như thế chỉ còn lại hai người. Hắn hận, lửa giận của hắn ngút trời, hắn thể phải giết lang hàn một vạn lần. Định cho ta, hắn không tiếc tiêu hao bí lực trong cơ thể, hắn ngưng kết không khí chung quanh lại. Kể từ đó, không gian biến thành lầy lội, muốn xuyên qua sẽ gặp lực cản, tốc độ tự nhiên cũng giảm mạnh. Việc này tiêu hao bí lực không hợp thói thường, nhưng đồng khiếu hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết chết Lăng Hàn, hắn còn quan tâm chuyện khác. Huyễn cảnh hắc mang, Lăng Hàn giơ tay lên, đồng khiếu ngẩn người, hắn lâm vào trong ảo cảnh, biểu lộ của hắn khi vui khi giận, cũng không biết hắn đang trải qua cái gì. Hắn vừa ngây người, không khí đang ngưng kết cũng thả lòng. Lăng Hàn nhìn về phía đồng thư hoa, ánh mắt sắc bén giống như có thể xuyên thấu lòng người. Đồng thư hoa kinh hãi, tại sao đại ca lại có phản ứng như thế? Hắn chỉ là sinh đan sơ kỳ, chiến lực khó khăn lắm mới đạt tới nhất trọng thiên, hắn còn không bằng cả Phùng Bộc. Nhưng Phùng Bộc còn bị Lăng Hàn đánh chết, hắn có thể làm gì? Ta nói sẽ thu món nợ này. Lăng Hàn đi tới trước mặt Đồng Thư Hoa, tốc độ cũng không nhanh. "Đại ca, đại ca." Đồng Thư Hoa kêu lên, trong giọng nói của hắn mang theo sợ hãi nhưng Đồng Khiếu lại ngây người tại chỗ, hoàn toàn không để ý tới hắn. Hắn cực kỳ kinh hoàng, hắn phải làm sao bây giờ? Ha ha người có gọi nát cổ họng cũng không có ý nghĩa gì cũng không có người nào cứu ngươi lăng hàn cười nói tại sao đồng thư hoa cảm thấy lời này rất chói tai đồng thư hoa liên tục lui lại hắn không dám đối chọi với lăng hàn lăng hàn phát động chỉ xích thiên nhai tốc độ của hắn nhanh kinh người chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đồng thư hoa đồng thư hoa khiếp sợ hắn vội vàng vung quyền tấn công lăng hàn thập bát la hán thủ lăng hàn cười một tiếng hắn vận dụng yêu hầu quyền bành một quyền mà thôi đồng thư hoa đã bị đánh bay cẳng tay bị đánh nát a à, đồng thư hoa hét lớn một tiếng hắn thiêu đốt tiên đan kéo dài tính mạng của mình hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là kiên trì tới khi đại ca tỉnh lại thiêu đốt tiên đan thương thế của hắn lập tức khôi phục và đạt tới trạng thái đỉnh phong đúng lúc này đột nhiên đồng khiếu giống lên một tiếng hắn đã thoát ra khỏi huyến cảnh ác tử đáng chết hắn hét lớn ngăn cản tốc độ của lăng hàn lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn vận dụng huyễn cảnh hắc mang tấn công. Huyễn cảnh hắc mang có thể vận dụng liên tục, đồng khiếu chúng chiêu lần nữa, hắn lại tiến vào trong ảo cảnh. Còn em ngươi, đồng thư hoa bó tay rồi, thật vất vả kiên trì đến khi đại ca tỉnh táo lại, sau khi giống một tiếng, đại ca của hắn ngây người như tượng gỗ, hắn sắc thổ huyết vì uất ức. Hắn có thể thiêu đốt tiên đan lần nữa sao? Không thể, đã nói với ngươi, cho dù ngươi gọi nát cổ hỏng cũng không ai cứu ngươi. Lang Hàn thản nhiên nói một câu. Đồng thư hoa cắn răng, nói, người có thể đắc ý vào lúc này, nhưng người giết người phùng gia, phùng gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phải biết, phùng gia có tồn tại sinh đan viên mãn, người không phải đối thủ của người ta. Lăng Hàn không quan tâm, hắn nhún vai nói, sinh đan viên mãn, chờ ta bước vào sinh đan, một tay cũng có thể trấn áp hắn. Nếu đổi thành người khác, đồng thư hoa khẳng định sẽ cho rằng kẻ đó nói chuyện viễn vông, bởi vì sinh đan sơ kỳ so với sinh đan viên mãn, chiến lực tranh lệch không phải một ít, mà là hoàn toàn nghiền ép. Nhưng Lăng Hàn quá yêu nghiệt, hiện tại chỉ là chú đỉnh đã có chiến lực sinh đan tam trọng thiên thậm chí tứ trọng thiên, sau khi hắn bước vào sinh đan thì thế nào? Vượt qua đại cảnh giới có thể gia tăng bao nhiêu chiến lực? Cho nên, đến lúc đó Lăng Hàn không phải không có khả năng đánh thắng sinh đan viên mãn. Đủ tuyệt vọng chưa? Lăng Hàn hỏi, ngươi không có hy vọng báo thù, có phải cảm thấy oán hận ngập trời hay không? Nhưng ngươi hỏi đám người xung quanh xem, có người nào không hận ăn thịt người đồng ra các ngươi. Các ngươi lúc trước chỉ vì tìm niềm vui đã lái thuyền lớn đụng ta, ha ha, chỉ cần các ngươi thu liếm một ít sẽ không có mối hỏa hôm nay. Lăng Hàn từ tốn nói, các ngươi là ác nhân, hiện tại tự ăn ác quả mà thôi. Đồng thư hoa nhìn sang bốn phía, mặc dù không có người nào nói chuyện nhưng bên trong ánh mắt mỗi người đều xuất hiện hy vọng và lửa giận. Hy vọng hắn chết và lửa giận muốn đốt hắn thành cho. Hắn không nói lời nào, đúng như Lăng Hàn nói, chỉ cần người đồng ra làm việc thu liếm một ít, lúc trước không đi chiêu chọc Lăng Hàn sẽ không có mối họa hôm nay. Tiễn ngươi lên đường, Lăng Hàn giết tới đây, hắn xuất trưởng tấn công Đồng Thư Hoa. Ta muốn kéo ngươi chôn cùng, Đồng Thư Hoa hét lớn, hắn đại bạo phát, hoàn toàn không để ý công kích của Lăng Hàn, hắn muốn liều ngọc thạch câu phần với Lăng Hàn. Nghĩ hay lắm, Lăng Hàn giơ tay đánh ra một tia chớp, ba, Đồng Thư Hoa trúng chiêu, ngực hắn xuất hiện khói đen, hắn suýt nữa bị đánh thủng tim mặc dù hắn không chết nhưng cũng chịu trọng thương, miệng không ngừng thổ huyết. Lang Hàn lại xuất thêm một trường, mặc dù đồng thư hoa tận lực ngăn cản nhưng không khác gì châu chấu đá xe. Banh, hắn xuất một trường đánh chết đồng thư hoa, tốt, giết rất tốt, chúng sớm đáng chết, thấy đồng thư hoa mất mạng, người xung quanh không nhịn được hét lớn một tiếng, trải qua thời gian dài, đồng gia chính là núi lớn trên đầu bọn họ, chi phối sinh tử của bọn họ, bọn họ chỉ có thể mặc cho đồng gia ức hiếp. Hiện tại, đồng gia không ai bị nổi chỉ còn lại một mình đồng khiếu, mọi người không cảm thấy vui mừng hay sao. chương 4384, Phùng Gia xuất thủ. Lăng Hàn nhìn đồng khiếu, sau đó nói với đám người chung quanh. Tản đi đi, gia hỏa này sẽ không chết trong thời gian ngắn. Đồng khiếu chỉ là lâm vào huyến cảnh, hắn không có biến thành ngẩn ngơ, đối mặt công kích sẽ tiến hành phản kích theo bản năng, cho nên trong tình huống tranh lệch chiến lược cực lớn, Lăng Hàn không có nắm chắc đánh chết đồng khiếu. Nhưng việc này không quan trọng, hắn chỉ cần tiến thêm một bước chỉ cần đột phá tiến vào sinh đan đồng khiếu chỉ có con đường chết lang hàn ngưng quyền tám đạo lôi đình thần mang cùng đánh vào người đồng khiếu quả nhiên đồng khiếu vẫn lâm vào huyễn cảnh nhưng bản năng võ giả vẫn còn trong huyễn cảnh huyễn hóa công kích tập kích hắn suốt hai trưởng đánh tan tám đạo thần mang oanh trong tiếng nổ lớn tám đạo thần mang đều bị hóa giải lang hàn thở dài tranh lệch cảnh giới quá lớn cho dù hắn đánh ra tám đạo thần mang cũng không tạo thành tổn thương lên người đồng khiếu sau một kích này đồng khiếu cũng thoát ra khỏi huyễn cảnh hắn trợn mắt nhìn lăng hàn trong hai mắt bắn ra lửa đồng ra chỉ còn lại một mình hắn đồng khiếu ta tạm thời giữ lại cái mạng của ngươi ta sẽ trở về lấy lăng hàn cười ha ha hắn ngự khí phi hành rời đi đồng khiếu đuổi theo hai bước thì dừng lại một là vì hắn không đuổi kịp thứ hai hắn đuổi kịp thì sao người ta phất phất tay là có thể đưa hắn vào trong huyễn cảnh hắn trầm ngâm một lát hắn quyết định đi phùng ra hắn hiện tại đã là người cô đơn cho nên hắn không sợ phùng gia trả thù ngược lại hiện tại chỉ có phùng gia phải đề phòng hắn nổi điên liều mạng cho nên hắn có thể đi phùng gia bảo phùng gia liên thủ cùng hắn hai bên sẽ liên thủ truy sát lăng hàn bằng không một mình hắn không thể làm gì được lăng hàn nơi này có thật nhiều nơi không thể phi hành chỉ cần đi vào địa phương như vậy có cao thủ sinh đan viên mãn xuất thủ sinh đan hậu kỳ tiến hành chặn đường lăng hàn sẽ khó sống sau khi suy nghĩ tới đây hắn lập tức rời đi cũng không quay đầu nhìn lại phía sau lang hàn phi hành rời đi mặc dù chưa thể báo hết thù hận nhưng chỉ còn lại một mình đồng khiếu đối phương sẽ bị mối thù diệt tộc tra tấn suốt ngày đêm thời gian này rất dày vò nói sống không bằng chết cũng không quá đáng hắn đi vào một tòa thành thị hắn chú ý manh mối của tiên hà trước đó hắn đã càn quét rất nhiều hiểm địa có thể tìm ra tiên hà cũng đã sớm tìm được hiện tại chỉ có thể chờ đợi những di tích phủ bụi mở ra nói không chừng sẽ có tiên hà nhưng mọi việc không thể trùng hợp như vậy vừa vặn tìm tới một tiên hà có thuộc tính lôi đình độ khó của việc này rất cao sau mười mấy ngày tin tức truyền tới đại quân càn quét ác ma thâm uyên tiến triển thuận lợi diệt đi bầy kiến thu hoạch kiến dịch chân quý và lượng lớn tiên dược tiên kim hiện tại liên quân đang muốn xâm nhập mở rộng chiến quả nghe nói có người nhìn thấy ánh sáng của tiên hà lam hàn quyết định đi xem một chút hắn xuất phát đi ác ma thâm uyên đi mấy ngày sau phía trước xuất hiện vực sâu to lớn phía dưới có ma khí màu đen bộc phát mút trời, hơn nữa còn diễn hóa ra đủ loại hình dáng nhưng giữ tợn không gì sánh bằng, từ đó làm người ta phát khiếp. Lăng Hàn thăm dò một chút, hắn cao mày, vực sâu giống như sơn cốc tử vong, đều là tử khí sôi trào, hắn cảm thấy rất chán ghét. Võ giả tu hành năng lượng thiên địa hóa thành bí lực tự thân, lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên, cho nên trừ phi tu hành công pháp tà dị nào đó, bằng không sẽ cảm thấy nơi đây vô cùng đáng ghét. Nếu nơi này có tiên hà, nó có thuộc tính gì? Lăng Hàn hoài nghi, bởi vì lôi đình là lực lượng thẩm phán của thiên địa, lôi đình cường đại nhất, nó sẽ xuất hiện trong vực sâu hay sao? Hắn do dự nửa ngày mới quyết định tiến vào bên trong. Đã đến nơi này, hắn sẽ không bỏ cuộc nửa đường, hơn nữa, chỉ cần là tiên hà, cho dù hắn không cần cũng có thể lưu cho người bên cạnh. Lăng Hàn đi tìm đường xuống vực sâu, nơi này không thể ngự khí phi hành, khói đen mang theo lực lượng ăn mòn, chúng có thể tạo thành tổn thương to lớn lên người cao thủ sinh đan cảnh, cho nên không thể dính vào chúng chỉ chốc lát hắn đã tìm được đường xuống ân lang hàn dừng bước lại hắn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm nhưng nghĩ lại vẫn không đặt trong lòng hắn tiếp tục đi tới trong tay hắn còn cầm đòn sát thủ thiên đạo hỏa cho dù gặp cao thủ chân ngã cảnh cũng không phải không có sức hoàn thủ bởi vì hắn muốn ma luyện chính mình nên không dùng tới nhưng việc này không đại biểu hắn không thể dùng sau khi hắn biến mất nơi xa có bốn người xuất hiện đồng khiếu và ba tên nam tử nhiều tuổi nhất đã hơn sáu mươi Hai người khác cũng hơn 50 tuổi. Quả nhiên, kẻ này vẫn tới đây." Đồng Khiếu lạnh lùng nói ra, mặc dù Lăng Hàn đã biến mất nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy sát ý. Ba người khác chính là ba tên sinh đan của Phùng gia, theo thứ tự là Phùng Thiệu Lâm, Phùng Côn và Phùng Kiếm, tu vi của Phùng Thiệu Lâm cao nhất, hắn đã là sinh đan viên mãn. Dám giết thiên tài của Phùng gia ta, nhất định phải bắt hắn nợ máu trả bằng máu." Phùng Thiệu Lâm nói, "Tiểu tử này đã tiến vào vực sâu, nơi đó không thể phi hành." trừ khi hắn có thể mọc cánh thoát đi. Đồng khiếu nói, giọng nói lạnh lùng như băng, đuổi theo, bốn người bắt đầu di chuyển, bọn họ đi dọc theo con đường lăng hàn xuống dưới, trước đó không có động thủ là bởi vì sợ lăng hàn ngự khí phi hành chạy đi, nhưng chỉ cần lăng hàn vừa tiến vào vực sâu, khi đó hắn đã là cá trong chậu. Sau khi bốn người theo đường núi tiến vào vực sâu, bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của lăng hàn. Người đâu, bốn người cao mày, theo đạo lý bọn họ chỉ rơi lại phía sau một ít, cũng không tới mức mất dấu. tiếp tục đuổi theo. phùng thiệu lâm hừ một tiếng, hắn đi xuống dưới. phùng côn và phùng kiếm đuổi theo nhìn chung quanh, lúc này mới cất bước rời đi. chờ bốn người biến mất, đột nhiên tại một khu vực trống trải có bóng dáng lăng hàn xuất hiện. thì ra là đồng khiếu. có lẽ ba người kia là sinh đan cảnh của phùng gia. a, à, hiện tại các ngươi truy sát ta, chờ ta thu được tiên hà cuối cùng, sau khi ta luyện hóa sẽ bắt đầu xung kích sinh đan. đến lúc đó xem các ngươi làm sao truy sát ta có lẽ là ta truy sát các ngươi lăng hàn tuyển phương hướng khác nhau bay vọt rời đi nhưng sau khi hắn đi không bao lâu chỉ thấy đồng khiếu cùng ba người phùng ra quay trở về vừa rồi ác tử kiên nấp ở đây chỉ thấy trong tay đồng khiếu nâng một con cóc màu xanh ngọc đứng tại nơi lăng hàn vừa biến mất hắn đã tiêu phí cái giá lớn mua được bảo vật truy tung này hắn cố ý mua thứ này sau khi đồng ra bị hủy diệt rốt cuộc đã có đất dụng võ tiểu tử này có thủ đoạn che giấu tung tích cho nên đuổi theo một đoạn cần phải định vị một lần. Ân, bốn đại sinh đan cảnh gật đầu, bọn họ đuổi theo nơi Lăng Hàn vừa biến mất. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh chóng, nhưng cách một đoạn phải xác định phương hướng của Lăng Hàn, có đôi khi Lăng Hàn đổi hướng, bọn họ sẽ phí không ít thời gian, nhất định phải đi vòng trở về, qua vài lần như vậy phải định vị liên tục. Bởi vậy, mặc dù bọn họ dùng tốc độ cao đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp Lăng Hàn, chỉ có thể đi theo sau lưng hắn. Chương 4385, truy sát Lăng Hàn cũng không biết sau lưng có bốn truy binh, hắn lao đi nhanh như tia chớp. sau khi chạy gần nửa ngày mới dừng lại, hắn đốt một đống lửa và bắt đầu nấu ăn. Hắn ngồi xuống, hắn nướng thịt rất chăm chú, từ xưa tới nay, hắn là người rất nghiêm túc trên phương diện ăn uống. Chỉ chốc lát, mùi thơm thịt nướng đã chuyển đi khắp nơi, hắn cũng thèm nhỏ rãi. Hả, Hà, Lăng Hàn vẫn chưa ăn thịt, thần giác của hắn cảm nhận có bốn người đang lao về phía này thật nhanh. Một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn, hưu hiu hưu, hưu hắn nhìn thấy bốn bóng người xuất hiện. Đồng khiếu, còn có ba người phùng ra, tiểu tử, tìm được ngươi rồi. Đồng khiếu quát lớn một tiếng, hắn không ngừng lao tới chém giết Lăng Hàn. Hắn rất hận Lăng Hàn, hắn lao nhanh về phía trước, tốc độ nhanh như tia sáng và tỏa ra uy thế ngập trời. Lăng Hàn sử dụng sát khí xung kích tập kích, đồng khiếu hơi bị ảnh hưởng, thân thể hắn lảo đảo sau đó khôi phục tinh thần. Ân, ba người phùng ra đều kinh hãi. Bọn họ nghe đồng khiếu nói về sự thần dị của Lăng Hàn, cho dù đồng gia quả thật bị lăng hàn giết đến chỉ còn một người, việc này vẫn làm bọn họ khó tin tưởng, chỉ là một chú đỉnh có thể mạnh đến như vậy sao? Việc này không hợp lẽ thường, cũng phá vỡ nhận biết của bọn họ. Đối với những thứ vượt qua khả năng nhận biết của mình, ý nghĩ đầu tiên của người bình thường khẳng định là phủ định nó, cho rằng đó là giả dối. Ba người phùng gia cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ nhìn thấy đồng khiếu chúng một kích đã ngây người, mắt thấy mới là thật, rốt cuộc bọn họ cũng tin tưởng. Mặc dù chưa nhìn thấy chiến lực của Lăng Hàn, bọn họ lại kinh hãi với thứ thần dị không biết. Ba vị, còn suy nghĩ cái gì, các người còn không mau xuất thủ. Đồng khiếu gào lên, hắn đã là một người cô đơn, hoàn toàn không thèm để ý thái độ đối đãi với ba người phùng ra. Phùng Thiệu Lâm gật đầu, xuất thủ, ba người lao tới, bọn họ muốn vây công Lăng Hàn. Ha ha, không ngờ ngươi mời nhiều ngoại viện như vậy. Lăng Hàn nói xong, hắn không do dự phá vây lao ra ngoài. Phùng Côn và Phùng Kiếm còn dễ nói, nhưng Phùng Thiệu Lâm quá cường đại, khí thức của đối phương tỏa ra làm hắn lạnh cả người. Đây chính là lão quái vật sinh đan viên mãn, chiến lực chỉ ít đạt tới thất trọng thiên. Lăng Hàn vận dụng toàn bộ chiến lực, chiến lực của hắn chỉ đạt tới tứ trọng thiên, còn không bằng đồng khiếu, huống chi Phùng Thiệu Lâm là lão quái vật sinh đan viên mãn. Chạy trốn được sao, Phùng Thiệu Lâm cười lạnh, hắn đã xuất thủ, hắn không cho phép một tên chú đỉnh chạy thoát khỏi tầm mắt của hắn. Vậy ngươi mở to mắt chó nhìn đi. Lăng Hàn nói, khốn khiếp, cho dù Phùng Thiệu Lâm quyền cao chức trọng, hỉ nộ không lộ ra ngoài, sau khi nghe lời này cũng phải chửi tục. Hắn đấu võ mồm với một tên tiểu bối thì được cái gì? Hắn xuất ra một trường, hắn muốn đánh Lăng Hàn thành cặn bã. Huyễn cảnh hắc mang, Lăng Hàn không cần hành động cụ thể, hắn chỉ cần vận dụng ý niệm là có thể làm Phùng Thiệu Lâm trúng chiêu, thân thể cứng đờ, hắn ngây người tại chỗ. Kể từ đó, phòng vây lập tức xuất hiện lỗ hổng, Lăng Hàn phát động thân pháp thong dòng phá vây. Đồng khiếu vừa giận vừa hận, hắn đã nói với ba người này rất nhiều lần, Lăng Hàn có hai đòn sát thủ ảnh hưởng tới tâm thần của người khác, ba tên khốn kiếp này không đặt trong lòng. Nói đi thì nói lại, đối mặt sát khí xung kích và huyễn cảnh hắc mang, trừ khi tu hành thần thức cao siêu, bằng không, cho dù người phòng bị thế nào cũng không phòng nổi. Đuổi theo, hắn dẫn đầu đuổi theo Lăng Hàn, phùng côn và phùng kiếm do dự một chút, sau đó bọn họ đuổi theo sau, qua một lúc, phùng thiệu lâm gầm lên và khôi phục tinh thần, sau đó hắn đi theo sau lưng hai người phùng côn hắn giận không kềm được là cao thủ sinh đan viên mãn hắn lại trúng chiêu của một tên chú đỉnh việc này rất nhục nhã nên hắn đã thẹn quá hóa giận lăng hàn đi lên phía trước sau lưng chính là bốn người đồng khiếu bọn họ tạo thành một đường thẳng đương nhiên hắn sẽ không quay lại ứng chiến hắn phải tận lực lợi dụng địa hình cắt đuôi truy binh địa hình của thâm uyên phi thường phức tạp khắp nơi đều có tảng đá cao lớn mọc ra từ lòng đất cho nên bọn họ phải đi vòng vèo rất phức tạp bởi vậy, đây là cơ hội giúp Lăng Hàn cắt đuôi truy binh. Hắn chạy vòng vòng một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng cắt đuôi truy binh. Hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, hắn nhìn thấy bốn người đồng khiếu lại đuổi tới gần. Khốn kiếp, các ngươi có mũi chó hay sao? Hắn vội vàng bỏ chạy, lại lợi dụng địa hình bỏ rơi truy binh, lần này, hắn tiếp tục chạy thật lâu mới dừng lại, nhưng không chờ hắn nghỉ ngơi bao lâu, hắn đã nhìn thấy bốn người đồng khiếu xuất hiện lần nữa. Không có biện pháp, Lăng Hàn đành phải tiếp tục chạy chắc chắn trong tay bốn người này có pháp khí truy tung nếu không không bọn họ có đuổi theo nhanh hơn nữa cũng không thể tìm ra hắn nhanh như vậy trước đó hắn nhìn thấy bốn người rời đi lựa chọn phương hướng chạy ngược trở lại như vậy tại sao bọn họ có thể đuổi theo hắn nhanh như thế cho dù tìm ra đáp án nhưng hắn lại không thể làm gì cho dù lăng hàn chạy bao xa đi bao nhiêu vòng vo hắn vẫn bị bốn người đuổi kịp trong thời gian ngắn hư chờ ta đột phá sinh đan ta muốn xem là ai truy sát ai Lăng Hàn cũng sinh ra tâm hung ác, cứ đuổi theo đi, bí lực của hắn gần như vô tận, hắn muốn xem ai có thể kiên trì lâu hơn. Hắn tính toán thời gian, mỗi lần đều dừng lại lúc mặt trời mọc, như vậy, hắn có thể thong dong tu luyện, đám người đồng khiếu lại phải dùng thời gian này đuổi theo, bằng không, bọn họ sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Cứ như vậy, hắn có thể không ngừng bổ sung bí lực tiêu hao, bốn người đồng khiếu lại không được, bọn họ chỉ có thể phục dụng đan dược. Ngay từ đầu bốn người đồng khiếu còn có nghị lực không để ý khôi phục lực lượng và đuổi theo không bỏ, nhưng sau mấy lần như thế, bọn họ không thể không dừng lại tu luyện và bổ sung bí lực, nếu không cho dù đuổi kịp lăng hàn, lực lượng bọn họ bị hao tổn rất lớn, lúc đó khó nói là ai giết ai. Bởi như vậy, cho nên lăng hàn có một khoảng thời gian trống, hắn có thể rút ra tìm kiếm tiên hà. Nhưng ác ma thâm uyên rất lờ mờ, lại có hung thú cường đại ẩn nấp, khắp nơi đều có nguy hiểm rình rập. May mắn chính là, hắn đang đi trên con đường đám người phong kế hành càn quét qua, đại hung thú đã bị xử lý, ngẫu nhiên có cá lọt lưới cũng không mạnh bao nhiêu. Đối mặt với tình huống bị truy sát, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, tu vi của hắn tăng lên rất nhanh. Áp lực càng lớn, tính dẻo của hắn lại càng mạnh, cũng ép tiềm lực của hắn bộc phát. Tốt, nếu có thể bước vào sinh đan sớm hơn mấy tháng, hắn sẽ nói cảm ơn đám người đồng khiếu trước lúc giết bọn họ. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hưu hưu hưu, hắn la lên phía trước. Người nào, thời điểm hắn đi tới bãi đá vụn, Hắn nhìn thấy phía trước có mười mấy người, hắn phát hiện bọn họ là các thanh niên nam nữ trẻ tuổi, có mấy người rất quen mắt. Lăng Hàn, một tiếng gầm vang lên, Phong Kế Hành đã lao tới đánh giết hắn. A, à, thật đúng dịp, hắn đã đuổi kịp đại quân tiêu diệt hung thú của Phong Kế Hành, đương nhiên, những người này chỉ là một tiểu đội, cũng không có lão quái vật chân ngã cảnh. Ngươi là tên trộm đáng chết, Phong Kế Hành quát lớn, hắn đấm ra một quyền, lực quyền hòa thành bảy chuôi bảo kiếm tấn công Lăng Hàn chương 4386, hèn nhát, lúc trước phong kế hành đại chiến với các thiên kiêu tranh đoạt trứng bạch xà, nhưng không ngờ bị lăng hàn vượt lên trước, hắn một hơi cầm đi bảy quả trứng. Theo như nhận định của phong kế hành, lăng hàn làm như vậy chính là hành vi của kẻ trộm. Lăng hàn cao mày, chiến lực của hắn hiện tại có thể địch lại phong kế hành, nhưng phía sau hắn còn có truy binh, hắn phải nhanh chóng rời đi, làm gì có thời gian dây dưa với phong kế hành. Bởi vậy, hắn vận dụng sát khí xung kích, thừa dịp phong kế hành ngẩn người thì hắn bay đi. Phong kế hành tỉnh táo lại, hắn hét lớn một tiếng và nói. Hèn nhát, dám làm trộm, tại sao không đám đánh một trận? Hắn chẳng những giống to một tiếng, hơn nữa còn dùng thần thức truyền âm vào trong thức hải lăng hàn. Mẹ nó, lăng hàn phun nước bọt, hắn thật muốn quay người trở lại tát phong kế hành hai cái, nhưng hắn không thể hành động theo cảm tính, hắn chỉ hừ một tiếng và phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ của hắn tăng lên nhanh chóng ngược lại sẽ có nhiều cơ hội đánh ra hỏa này không cần nóng lòng nhất thời phong kế hành cũng không đuổi theo lăng hàn nắm giữ quá nhiều thủ đoạn đối phương một lòng muốn chạy cho dù hắn muốn đuổi cũng không đuổi kịp hư không dám đánh một trận hắn cao ngạo nói ra có thể nói đây là lần đắc ý nhất khi hắn giao phong với lăng hàn lăng hàn không dám đánh với hắn việc này là đương nhiên ở trước mặt phong ca nếu lăng hàn dám đánh một trận mới là chuyện lạ lập tức có người vỗ mông ngựa đúng thế thời điểm phong ca còn tu vi chú đỉnh đã là đệ nhất cao thủ bắc thiên vực hiện tại vừa bước vào sinh đan lực lượng đã đạt tới chiến lược tam trọng thiên ngày sau tất nhiên cũng là đệ nhất cao thủ sinh đan cảnh tiểu tử kia sợ chiến lại là cử chỉ sáng suốt nếu không hắn sẽ chết ngay thôi mọi người không ngừng tâng bốc đều cảm thấy không cần suy nghĩ kết quả nữa phong kế hành mạnh hơn rất nhiều chỉ có tống lam hướng về các tường thiên nhìn thoáng qua các nàng đều lắc đầu hai nữ đều là người thông minh hơn nữa cũng hiểu rõ không ít về tính cách của lăng hàn nam nhân kia sợ đánh một trận sao lúc trước các sinh đan đại chiến hắn cũng dám chặn ngang một chân tại sao hiện tại hắn lại sợ hãi hiu 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 đúng lúc này có bốn bóng người lao tới nơi đây một người dùng bí lực ngưng tụ hơi nước hóa thành một chiếc gương sau đó huyễn hóa thành dáng vẻ một nam nhân sau đó nói với mọi người các ngươi từng gặp qua người này không a à, không phải là lăng hàn sao gặp qua có người gật đầu phong kế hành cao mày nói: "Phùng gia chủ, các người có thù với Lăng Hàn hay sao?" Thì ra tên này là Lăng Hàn, bốn người đồng khiếu lúc này mới biết tên Lăng Hàn, không biết trong nội tâm có tư vị gì, bọn họ truy sát người ta lâu như vậy nhưng còn không biết tên Lăng Hàn là gì. Phùng Thiệu Lâm không dám tự cao tự đại với phong kế hành, thiên phú của người này kinh khủng không gì sánh kịp, hơn nữa sau lưng còn có một thánh địa. Bởi vậy hắn gật đầu, nói: "Kẻ này giết người Phùng gia ta." Hắn không nói Lăng Hàn thật ra giết hai sinh đan nhà của mình việc này quá mất thể diện. Thì ra là thế, phong kế hành chỉ về hướng lăng hàn bỏ chạy, nói. Hắn chạy bên kia, được, phùng thiệu lâm gật gật đầu, hắn và đám người đồng khiếu đuổi theo lăng hàn. Bọn họ vừa rời đi, hiện trường lâm vào im lặng trong ngắn ngủi. Thì ra lăng hàn không có ham chiến là bởi vì đằng sau có truy binh. Một lát sau, có người nhỏ giọng nói ra, câu này rất nhỏ nhưng phong kế hành vẫn nghe được, hắn vô cùng giận dữ. Lời này chẳng phải nói Lăng Hàn không sợ hắn, cũng không phải không dám đánh một trận mà là phía sau có truy binh hắn đắc ý suốt nửa ngày làm gì hoàn toàn là đánh vào mặt mình phong kế hành siết chặt nắm đấm oán hận của hắn với lăng hàn lại tăng lên cho dù hắn hận lăng hàn nhiều hơn nữa nhưng lăng hàn lại không thèm quan tâm tới hắn đám người đồng khiếu lại đuổi theo đúng là bám dai như đĩa lăng hàn suy nghĩ tất cả biện pháp hắn phải làm cách nào mới có thể thoát khỏi truy binh hiện tại hắn trốn vào nơi nào đối phương dựa vào bảo vật truy tung là có thể định vị hắn từ đó nhanh chóng tìm tới cho nên hắn muốn dựa vào địa hình thoát khỏi truy binh là việc không có khả năng vậy làm sao bây giờ lăng hàn vừa chạy vừa suy nghĩ xèo hắn nhìn thấy một con kiến to như con bò lao tới hai cái kìm như lưỡi đao cắt về phía hắn kiến đất thâm uyên lăng hàn hừ một tiếng hắn đấm ra một quyền tám đạo thần mang cùng bắn tới ầm um, một quyền đánh chết kiến đất thâm uyên có rồi ánh mắt lăng hàn sáng lên hắn lập tức đi lên một đoạn hắn nhìn thấy một sơn động trước sơn động có không ít con kiến ra ra vào vào đây là hang ổ của kiến đất thâm uyên hắn khoác ra hư không thú lên người hắn biến mất hoàn toàn và lẻn vào trong hang quả nhiên mặc dù có kiến đất thâm uyên không ngừng đi qua bên người hắn dường như nó phát hiện cái gì đó nhưng cuối cùng lại tiếp tục rời đi lang hàn xâm nhập tổ kiến hắn không chỉ tránh né truy binh hơn nữa bên trong tổ kiến còn có đồ tốt ví dụ như tiên dược tiên kim thần dịch kiến chúa là thứ không dễ lấy, nơi đó chắc chắn có rất nhiều kiến lính thủ hộ, một khi lăng hàn bị vây vào giữa, cho dù hắn dùng ra hư không thú biến mất tung tích cũng không dễ dàng thoát đi. Cho nên, hắn dạo qua một vòng, hắn chỉ tìm được tiên dược và tiên kim. Mà ở bên ngoài bốn người, đồng khiếu cũng đuổi tới. Tiểu tử này, tiến vào tổ kiến, đồng khiếu nhìn ngọc thiềm thử chỉ hướng, hắn cau mày. Đừng nói trong bọn họ có một sinh đan viên mãn, cho dù bọn họ là bốn chân ngã cũng phải kiềm chế một ít, một khi giết vào tổ kiến cũng có khả năng một đi không quay lại. Trên người tiểu tử này có mang bảo vật ẩn giấu tung tích, cho nên, hắn có thể lặng lẽ tiến vào tổ kiến. Gia hỏa này quá rảo hoạt, chúng ta không thể truy kích. Bốn lão gia hỏa giảm sút sĩ khí, biết rất rõ tiểu tử kia đang ở trong tổ kiến nhưng lại không thể làm gì. Xông vào, chịu chết đấy, bao vây nơi này, Phùng Thiệu Lâm nói, chúng ta chờ ở đây, ta cũng không tin tiểu tử kia vĩnh viễn không bước ra ngoài. Ân, Tiểu tử này vẫn phải quay về, hắn không có khả năng vĩnh viễn trốn ở chỗ này. Cho nên, ôm cây đợi thỏ, không tin hắn không đi ra. Ba người đồng khiếu đồng ý, bọn họ ngồi xếp bằng chờ ở bên ngoài. Bên trong tổ kiến, Lăng Hàn dạo qua một vòng, hắn đạt được không ít đồ tốt, hắn không có lòng tham, hắn lặng lẽ đi tới lối ra. Bốn lão gia hỏa kia đang chờ ta. Hắc hắc, bọn chúng không nghĩ tới, ta lại đi ra nhanh như vậy, lại còn quay về theo đường cũ cho dù bọn chúng cầm bảo vật truy tung cũng không thể làm gì. Các ngươi canh giữ ở nơi này, chờ ta trở về, xem ta thu thập các ngươi như thế nào." Lăng Hàn lặng lẽ quay về theo đường cũ, sau khi đi thật lâu hắn mới đổi hướng, cứ như vậy, cho dù đám người đồng khiếu lấy lại tinh thần, bọn họ cũng khó truy tung hắn. Tìm Tiên Hà thôi, chương 4387, Tiên Hà thứ 10. Lăng Hàn bắt đầu tìm kiếm Tiên Hà, đồn đãi có người nhìn thấy tia sáng di động nhưng không thể xác định có phải Tiên Hà hay không chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi, nếu không phải thân bất do so kỷ, Lăng Hàn cũng không muốn kiên nhẫn chịu đựng, hắn tùy tiện cầm một đạo tiên hà luyện hóa là được. Cũng may hắn chưa tu thành thập đỉnh viên mãn, cho nên cũng không tính là lãng phí thời gian. Hắn cao mày suy nghĩ, không biết bí cảnh sẽ đóng lại vào lúc nào. Sau khi Bạch Liên bí cảnh mở ra, thời gian kéo dài không biết, có thể là một hai năm, cũng có thể là ba năm năm, cho nên, nếu hắn gặp tình huống một năm đã đóng bí cảnh, cho dù hắn muốn ở lại nơi này, lệnh bài trên người cũng nổ tung và mang hắn rời đi. Chỉ mong không nhanh như vậy. Lang Hàn tìm kiếm khắp nơi, hắn xâm nhập từng địa phương nguy hiểm, có gia hư không thú hiểm hộ, hắn có thể tới lui rất nhiều nơi, nhưng nếu gặp phải đại thú chân ngã cảnh, hắn không dám tới gần. Hung thú cấp bậc này có cảm giác rất mẫn cảm, cách xa một chút còn có thể lừa gạt, nếu tới gần nó, đây là hành vi tìm cái chết. Hắn đi khắp nơi suốt nửa tháng, làm cho Lang Hàn phiền lòng chính là bốn người đồng khiếu lại đuổi theo hiển nhiên bọn họ phát hiện mình trúng kế của lăng hàn sau đó lăng hàn lập lại chiêu cũ lợi dụng tổ kiến bỏ rơi bốn người này nhưng đám người đồng khiếu bọn đã có kinh nghiệm mỗi lần đều đuổi theo hắn không bỏ có thể nói là một khối kẹo mạch nha hiện tại mỗi lần lăng hàn vứt bỏ bọn họ nhiều nhất chỉ một ngày là đuổi theo hắn khốn kiếp lăng hàn đi lại trên con đường thâm uyên gập gành nơi này có một ít người thám hiểm nhưng số lượng ít đến mức thương cảm bởi vậy khắp nơi vẫn nguyên thủy hoang sơ hoàn toàn không có đường đi cố định phần lớn thực vật tại nơi này đều dùng rêu xỉ làm chủ nhưng cũng có dây leo màu tím chúng không cần ánh nắng cũng có thể sinh trưởng tươi tốt lang hàn lại bỏ rơi truy binh lần nữa hắn đi lại không có mục đích xeo một tia sáng bay qua đầu hắn tia sáng trói mắt như mặt trời a à, lang hàn sướng sờ sau đó hắn vui mừng tiên hà đây là tiên hà hắn muốn đánh ra một đạo huyến cảnh hắc mang chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách công kích cực hạn của huyến cảnh hắc mang đuổi theo lăng hàn điều chỉnh phương hướng hắn đuổi theo hướng tiên hà biến mất tốc độ của tiên hà nhanh kinh người lăng hàn đã sớm mất đi tung tích của tiên hà cho nên hắn chỉ có một hy vọng đó chính là tiên hà không rẽ sang hướng khác đuổi gần nửa ngày hắn ngừng lại có lẽ đã đuổi theo quá mức hắn không thể mù quáng có lẽ tiên hà còn xuất hiện nhưng hắn chưa chờ được tiên hà xuất hiện hắn lại chờ được bốn người đồng khiếu khốn kiếp lang hàn bất đắc dĩ hắn đành phải tiếp tục chạy trốn sau một lúc lâu cuối cùng hắn đã thoát khỏi truy binh hắn cứ đi tới và phát hiện một đại điện rách nát kỳ quái tại nơi có nguy cơ tứ phía như nơi này tại sao lại có một đại điện xuất hiện ai say lang hàn là người có lòng hiếu kỳ rất lớn lại nói hắn hiện tại cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm tiên hà hắn vội vàng tiến vào trong đại điện trong cung điện không còn thứ gì nhưng trên vách tường bốn phía lại có bích họa lăng hàn quan sát hắn nhìn thấy hình ảnh đại đồ sát người tạo ra bức họa rất cao minh rõ ràng là hình ảnh tĩnh nhưng lăng hàn lại nhìn thấy bích họa như sống lại người và vật bên trong đang di chuyển một tên trí cường giả đại khai sát giới tinh thể và hằng tinh bị đánh nổ ức vạn sinh linh bị tàn sát bất cứ người nào nhìn cảnh này cũng sợ hãi cho dù chỉ là bích họa nhưng lăng hàn vẫn đổ mồ hôi lạnh như mưa bích họa quá giống thật lăng hàn cảm nhận rõ uy áp của cường giả tuyệt thế kia hắn tin tưởng nếu như vậy vị cường giả kia đứng ở trước mặt hắn, hắn chắc chắn sẽ bị uy áp nghiền thành máu tươi. Lăng Hàn khôi phục tinh thần và quan sát bích họa tiếp theo. Đây cũng là một tên cường giả trắng trợn tàn sát nhưng không phải người lúc trước, hắn cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bích họa thứ ba và thứ tư cũng thế, nhưng đến bích họa thứ bảy thì đứt gãy. Bởi vì đây là đại điện rách nát, đến nơi này, vách tường cũng bị mất, cho nên không có khả năng lưu lại bích họa. Chẳng lẽ người tạo ra bích họa muốn ghi lại lịch sử? nếu như là vậy lịch sử đó quá tối đen hơn nữa tồn tại cường đại kia đại khai sát giới làm gì trả thù tìm niềm vui vấn đề là tại sao lại là nhiều cường giả đại khai sát giới nhưng hết lần này tới lần khác lăng hàn không nhìn thấy bóng dáng người đó mỗi người đều bị khói đen che phủ chỉ có thể nhìn ra cao thấp mập ốm từ đó nhận ra đó là người khác nhau lăng hàn thở dài thực lực của hắn bây giờ quá yếu cho dù hiếu kỳ thì thế nào hắn có thể dò xét chân tướng lịch sử hay sao lại nói có người nào ăn no không có việc gì làm đi đoán mỏ chứ sao đúng lúc này một tia sáng bay qua thật đúng lúc nó đang bay về hướng lăng hàn tình huống như thế nào lăng hàn dựa vào bản năng công kích hắn cho rằng là đám người đồng khiếu đuổi tới nhưng hắn lại bắt được lôi đình màu tím khốn kiếp là tiên hà hơn nữa là tiên hà lôi thuộc tính hắn đang tìm kiếm đúng là vô tâm trồng liếu liếu xanh um lăng hàn trực tiếp vận dụng hỗn độn cực lôi tháp bao phủ tiên hà tiên hà ngừng lại nó muốn quay đầu rời đi, nó chỉ là tia sáng nên muốn dừng là dừng, mắt thấy tiên hà sắp chạy đi, Lăng Hàn vội vàng vận dụng huyễn cảnh hắc mang, ngay sau đó tiên hà ngừng lại. Còn muốn chạy, Lăng Hàn lại lấy hỗn độn cực lôi tháp bao phủ nó vào trong, hắn bắt lấy đạo tiên hà kia. Đạo Lôi Đình thứ 9, Lăng Hàn cười ha ha, lần này xem như viên mãn. Xèo, hắn nhảy lên cao, oanh, vị trí hắn vừa đứng xuất hiện hố sâu, hơn nữa còn có năng lượng xô trào. Lăng Hàn nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn thấy đám người đồng khiếu đang bao vây khắp bốn phương tám hướng, tạo thành xu thế vây kín. Lại là bốn người các ngươi, Lăng Hàn lắc đầu, nói, các ngươi là chó sao, cái mũi thật thính, ít nói lại nhảy, đồng khiếu giết tới, hắn xuất trường, bàn tay hóa thành thần binh chém vào người Lăng Hàn. Lăng Hàn cười cười, hắn cũng không ham chiến, Lăng Hàn muốn phá vòng vây. Lần này, hắn chỉ cần luyện hóa tiên hà cuối cùng, lúc đó hắn có thể trùng kích sinh đan, mà một khi bước vào sinh đan, hắn giết bốn người này dễ như trở bàn tay. Chờ đó, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ tìm các ngươi, lúc đó chính là tử kỳ của các ngươi. Nghĩ hay lắm, bốn người đồng khiếu liên thủ hợp kích, đuổi theo lâu như vậy, bọn họ dần dần sinh ra ăn ý, lực lượng thiên thủ rất cường đại. Lăng Hàn tạm thời không thể vận dụng huyến cảnh hắc mang, nhưng không có quan hệ, sát khí xung kích tập kích, cộng thêm tám đạo lôi đình thần mang, hắn trả giá bằng cách thừa nhận một trường và thành công phá vây thoát đi chương 4388, đỉnh nát, lăng hàn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, hắn không dừng lại chút nào. Thật vất vả mới giết ra một con đường máu, hắn làm sao bỏ dở nửa chừng. Hắn phát động chỉ xích thiên nhai, tốc độ cực nhanh. Sau khi vứt bỏ truy binh, lăng hàn lại tiến vào trong một tổ kiến. Hắn chữa thương trước tiên, hắn bỏ ra thời gian 10 ngày mới khỏi hẳn, bị một tên sinh đan đỉnh phong đánh trúng, không chết đã là chuyện may mắn lớn bằng trời. Lăng Hàn hít sâu một hơi, hắn bắt đầu dung luyện tiên hà cuối cùng. Lực lượng lôi đình này rất cổ quái, nó có hai thuộc tính như sinh tử đối lập. Đây là sinh diệt tử lôi, Lăng Hàn dùng tiên đỉnh bao phủ và chậm rãi luyện hóa, ba ngày sau, hắn đại công cáo thành. Đến tận đây, hắn luyện hóa 10 đạo tiên hà, có được 10 đạo thần mang và đạt tới cực hạn. Lăng Hàn phát hiện còn kém một tia sẽ đạt tới thập đỉnh viên mãn. Vậy thì tu luyện tới viên mãn, đột phá sinh đan rồi đi. Lăng Hàn đi dạo trong tổ kiến một vòng, hắn thuận tay thu lấy tiên dược và tiên kim, thậm chí còn có một ít vật chất thần tính, hắn có thu hoạch cực lớn. Cứ như vậy, hắn kiên nhẫn ở lại trong tổ kiến 3 tháng. Thập đỉnh đỉnh phong, thập đỉnh đã có đủ ba chân, hắn đạt đến cực hạn và không thể tăng lên. Có thể đột phá sinh đan, nhưng Lăng Hàn lại do dự, bởi vì hắn không tìm ra biện pháp dung hợp chín đạo lôi đỉnh thần mang, nếu hắn đột phá sinh đan vào lúc này, hắn chỉ có thể bảo lưu một tia thần mang, các thần mang khác cũng giống như chín tiên đỉnh khác, đều hóa thành chất dinh dưỡng của một tiên đỉnh. Sinh đan chia làm 4 tầng, bước đầu tiên, đó chính là sinh đan sơ kỳ, bước này hạch tâm là dùng tiên đỉnh ngưng tụ thành tiên đan, những cái đỉnh khác đều là chất dinh dưỡng, cuối cùng, toàn bộ tiên đỉnh biến mất và hóa ra một viên tiên đan. Bước thứ hai, sinh đan trung kỳ, khai thác kỳ chân trong thiên hạ, tăng lên phẩm chất của tiên đan. Bước thứ ba, sinh đan hậu kỳ, khắp đường vân trên tiên đan, số lượng không biết nhưng trong truyền thuyết dùng cửu vân là cực hạn xưng là cửu vân tiên đan bước thứ tư sinh đan viên mãn trong quá trình này tiên đan sẽ từ từ hóa lỏng sau khi hóa lỏng hoàn toàn cũng là lúc sinh đan cảnh đạt tới cực hạn cho nên nếu hiện tại lăng hàn đột phá hắn vất vả bắt được tiên hà không thể bảo lưu như vậy hắn bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy làm gì thật sự không có biện pháp nào hay sao hơn nữa chỉ có một tiên đỉnh bảo lưu lại như hạch tâm chín tiên đỉnh khác biến thành chất dinh dưỡng làm như vậy quá lãng phí Lăng Hàn ngồi xếp bằng, hắn tu luyện con đường mạnh nhất, hắn không cam lòng như thế. Hắn khổ sở suy nghĩ, ba ngày sau, hắn đã có một suy nghĩ lớn mật. Chín tiên đỉnh đều biến thành chất dinh dưỡng hay sao? Vậy thì tốt, hắn sẽ dung hợp 10 tiên đỉnh làm một, từ đó hóa thành một đỉnh, xem đây thành hạch tâm thai ngén tiên đan, tiên đan sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng thập đỉnh xưa nay chưa từng có, còn phải hợp nhất thập đỉnh. Lăng Hàn bắt đầu lo lắng về suy nghĩ này bởi vì tiên đỉnh chính là vật kiên cố nhất trong cơ thể hắn, tiên đỉnh giống như tiên môn viễn cổ, thậm chí còn cứng hơn cả tiên kim cùng dai gấp nhiều lần. Dựa vào cái gì đánh nát sau đó dung hợp, dù sao cũng phải thử một chút, hai mắt lăng hàn lóe sáng, hắn đã nhìn thấy con đường mạnh nhất, nếu hiện tại từ bỏ, hắn cảm thấy không cam tâm. Hắn bắt đầu nếm thử, hắn dùng tất cả biện pháp có thể nghĩ ra. Ngay từ đầu hắn không dám quá cấp tiến, nhưng biện pháp ôn hòa đều vô dụng, tiên đỉnh quá cứng nhất định phải mạo hiểm một chút không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con muốn thành tựu mạnh nhất ta nhất định phải đi con đường nguy hiểm nhất lang hàn cắn răng hắn đã quyết định làm loạn tiên đỉnh trong cơ thể va chạm vào nhau nếu tiên đỉnh kiên cố nhất cho dù dùng ngoại lực hay bí lực đều không thể phá hư như vậy bọn chúng tự va chạm có thể phá hư hay không đến hắn là người đã quyết định thì không thay đổi nếu có người nào khác biết bọn họ khẳng định sẽ mắng hắn là thằng điên không điên sao khai sáng ra lịch sử thập đỉnh, có lẽ chưa từng có người nào đạt tới cấp độ này, nó đã đủ mạnh nhưng Lăng Hàn còn muốn phá vỡ tiên đỉnh, hợp nhất 10 tiên đỉnh. Hắn đang tìm cái chết hay sao? Tâm thần Lăng Hàn rất tỉnh táo, hắn dùng tiên đỉnh va chạm với nhau. Ông, mỗi một lần tiên đỉnh va chạm đều phát ra gợn sóng đáng sợ, chấn động đến mức nhục thể của hắn dạn nứt. Lăng Hàn ăn tiên dược, hắn phải duy trì sinh mệnh của mình, hắn mặc kệ những việc khác. Ông, 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 thân thể lăng hàn biến thành chiến trường của 10 tiên đỉnh, hắn đứng mũi chịu xào cho nên cực kỳ xui xẻo. Lăng hàn không ngừng thổ huyết, làn da của hắn nứt ra, máu tươi phun trào, không chỉ như thế, xương cốt, cơ quan nội tạng của hắn bị lực lượng xung kích hủy hoại, cả người hóa thành bùn nhão, nhìn hắn thê thảm tới cực hạn. Nhưng hắn lại có ý chí kiên định như sắt, tiếp tục cho 10 tiên đỉnh va chạm vào nhau. Tất cả đều là chất liệu viễn cổ tiên môn đúc thành, cho nên phẩm chất tương đương, nếu nát phải cùng nát, không tồn tại việc một cái nát nhưng chín cái khác không nát. đây chính là cực hạn của thiên địa. bởi vậy, đúc ra thập đỉnh đã phá vỡ cực hạn của thiên địa, khai sáng ra một kỳ tích. nhưng thiên địa diễn hóa giống như lúc đầu, lăng hàn kiên định cho rằng mình làm chính là khởi đầu của thiên địa. cho nên, dung hợp tiên đỉnh cũng không phải bởi vì muốn dung hợp lôi đỉnh thần mang. càng quan trọng hơn là, hắn tin tưởng thập đỉnh hợp nhất mới là mạnh nhất. ầm, um, hắn cho tiên đỉnh trong cơ thể va chạm với nhau, hắn đang làm chẳng khác gì tự sát hắn thật sự lâm vào hoàn cảnh sinh tử, hắn dựa vào ý chí cường ngạnh của mình mới không chết, hắn không cam lòng, cũng có chấp nhất mạnh mẽ gần như điên cuồng, gần như biến thái. Nhục thân của Lăng Hàn đã không thành hình, nhưng linh hồn của hắn không rung động một chút, hắn chỉ có một ý niệm chính là dung hợp 10 tiên đỉnh thành một tiên đỉnh. Dù sao hắn chỉ chú đỉnh, hắn chưa từng tiêu hao lớn như thế, sức sống giảm mạnh, hắn đang tới gần tử vong, chỉ cần ý chí hơi thả lỏng thì hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, Âm, giống như thiên địa sơ khai, một tiếng nổ lớn sinh ra, mười tiên đỉnh vỡ vụn. Xong rồi, Lăng Hàn khôi phục tinh thần, hắn bắt đầu ngưng tụ tiên đỉnh. Lần này không có các tiên đỉnh khác phóng xuất lực bài xích, hạch tâm tiên đỉnh hình thành thật nhanh. Bang, nhưng giữa thiên địa xuất hiện tiếng sấm sét to lớn, cho dù nơi này là ác ma thâm nguyên thì như thế nào, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồng bạo như muốn xé nát thiên địa. Lúc trước Lăng Hàn tu ra thập đỉnh đã bị thiên địa ghi hận hiện tại tiến thêm một bước dung hợp thập đỉnh làm một, đây là việc xưa nay chưa từng có, có lẽ sau này sẽ không có ai, hắn càng bị thiên địa nhắm vào. Một bóng người nào vàng xuất hiện trong thức hải của Lăng Hàn, trong tay cầm kim đao màu vàng rực rỡ, đối phương chém vào người Lăng Hàn. Úm, Lăng Hàn vận dụng lục tự chân ngôn, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, lục tự chân ngôn không thể ảnh hưởng tới bóng người cầm kim đao kia. chương 4389, thập đỉnh hợp nhất. Khốn kiếp, thiên địa năng cao độ khó. Lang Hàn trước đó đột phá cực hạn nhiều lần, cho nên hắn bị thiên địa nhầm vào. Hắn chưa gặp qua tình huống tâm ma chúng lục tự chân ngôn nhưng không suy yếu. Thập đỉnh hợp nhất quá nghịch thiên, chỉ ít lục tự chân ngôn phiên bản đơn giản hóa không thể địch lại. Lang Hàn ngưng tụ thần hồn, đồng thời hắn hóa thành hình người và nginh đón bóng người cầm kim đao. Bang chỉ một kích mà thôi, Lang Hàn bị chém bay. Bóng người kia quá mạnh. Cũng may đây là hồn thể, cho dù bị chém thành hai nửa cũng không có việc gì hắn chỉ suy yếu một ít hồn lực mà thôi lăng hàn ngưng tụ thân thể lần nữa hắn vừa lao tới tấn công bóng người cầm kim đao vừa toàn lực ngưng tụ tiên đỉnh chỉ cần tiên đỉnh thành hình thiên địa không thể làm gì được hắn bằng không mảnh vỡ tiên đỉnh trong thức hải của hắn sẽ mất đi sức sống sẽ không cách nào dung hợp chiến hắn xông tới hắn kịch chiến với bóng người để tranh thủ thời gian bóng người màu vàng cầm kim đao điên cuồng chém giết lăng hàn một đao chém hồn thể lăng hàn thành hai đoạn trong quá trình dung hợp một phần hồn thể của hắn bị chôn vùi. Lăng Hàn đã bị trọng thương, một khi hồn thể suy yếu tới trình độ nhất định, hắn sẽ biến thành ngu ngốc. Sau khi ngăn cản mấy đao, Lăng Hàn biết tiếp tục như vậy không được, không cần chờ tiên đỉnh hình thành, hắn sẽ bị bóng người chém giết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Hắn điều động sinh linh lực vị diện trong cơ thể, có niệm lực của chúng sinh ra trì, hồn thể của Lăng Hàn tỏa sáng như thần linh. Bóng người hơi dừng một lúc, dường như rất ngạc nhiên khi nhìn thấy niệm lực chúng sinh trong người Lăng Hàn, ngay sau đó bóng người cầm đao chém tới. Lăng Hàn cản, bang, 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 có niệm lực chúng sinh hóa thành bình chướng bảo vệ, hắn dễ dàng ngăn cản kim đao của bóng người kia, nhưng bị kim đao chém chúng, Lăng Hàn cảm giác niệm lực chúng sinh giảm đi một ít, hắn nhất định phải nhanh chóng ngưng tụ tiên đỉnh trước khi bình chướng tan nát. Mười lần, trăm lần, ngàn lần, Lăng Hàn đã chết lặng, hắn bị chém hơn mấy ngàn vạn đao, sinh linh lực trong cơ thể ảm đạm, nó đã không thể bảo vệ hồn lực của hắn. Lăng Hàn cắn răng, tiên đỉnh mới sắp thành hình, còn kém một ít là thành công. Liều chết, ba, bóng người cầm kim đao chém tới, niệm lực hộ thuẫn của Lăng Hàn vỡ nát, hắn không rút sinh linh lực ra chỉ lần nữa, bằng không vị diện trong cơ thể hắn sẽ vỡ nát. Hồn thể của hắn lại không thể va chạm với bóng người cầm kim đao. Đối với chú đỉnh, bóng người cầm kim đao rất khó giải quyết, cho dù là sinh đan đỉnh phong cũng có thể bị bóng người chém giết dễ dàng, lăng hàn có thể đối kháng lâu như vậy đã là kỳ tích gương mặt bóng người cầm kim đao cứng đờ như gỗ thậm chí hắn không có ngũ quan chỉ có gương mặt hình người mà thôi hắn truy sát lăng hàn chỉ biết vung đao chém xuống quá nhanh lăng hàn không thể tránh né hay đón đỡ hắn trúng một đao lăng hàn cảm giác mình bị chém ngang lưng còn không chờ hồn thể của hắn tái tạo lại bóng người cầm kim đao lại chém tới hồn thể của hắn từ hai phân thành bốn lại chém lại chém lại chém hồn thể của Lăng Hàn càng ngày càng nhỏ, mỗi một đao như vậy sẽ tiêu diệt một phần nhỏ hồn thể của hắn. Thiên địa muốn Lăng trì hắn hay sao? Lăng Hàn nghe rằng, nếu là Lăng trì bình thường thì không có gì, hiện tại thiên địa đang Lăng trì linh hồn của hắn. Còn lại một chút xíu, kiên trì, bóng người lại vung kim đao lên nhưng không có chém xuống. Tiên đỉnh, hoàn thành, trong thức hải của Lăng Hàn chỉ còn lại một cái tiên đỉnh, so với 10 tiên đỉnh lúc đầu, tiên khí nó tỏa ra còn nhiều hơn trước gấp nhiều lần. Ba, bóng người cầm kim đao vỡ vụn, hắn hóa thành mảnh vụn linh hồn. Đại bổ, mảnh vỡ linh hồn rơi khắp hồn hải, linh hồn khô cạn của Lăng Hàn như nhận được cơn mưa tẩm bổ, hồn thể tăng thêm vài phần sinh cơ. Hắn tham lam hấp thu và tiêu hóa mảnh vỡ, linh hồn Lăng Hàn đang lớn mạnh nhanh chóng. Rất nhanh, Lăng Hàn hấp thu tất cả mảnh vỡ linh hồn, linh hồn của hắn cũng khôi phục 7, 8 phần. Mặc dù không bằng thời điểm đỉnh phong nhưng không còn dáng vẻ suýt chết như ban đầu, như vậy còn tốt hơn trước rất nhiều hồn thể lăng hàn tươi cười rốt cuộc cũng thành công tiên đỉnh duy nhất đã hình thành linh hồn của hắn lớn mạnh không ít nhưng nụ cười của lăng hàn nhanh chóng biến thành cười khổ nhục thể của hắn biến thành bùn nhão tái tạo cho ta ông tiên đỉnh duy nhất phóng xuất sinh cơ cường đại rót vào trong cơ thể lăng hàn hắn nhanh chóng khôi phục thương thế một tháng sau lăng hàn miến cưỡng dựng lại khung xương sau đó hắn lại phục dụng không ít đan dược một tháng sau cơ quan nội tạng phục hồi như cũ hắn lại mất thêm một tháng khôi phục da thịt đến tận đây hắn đã khôi phục hơn phân nửa lang hàn ngồi dậy đây là lần đầu tiên hắn di chuyển thân thể suốt mấy tháng qua hắn tiếp tục chữa thương vào lúc này hắn mới có thời gian quan sát tiên đỉnh của mình một cách nghiêm túc chất liệu của tiên đỉnh vẫn là viễn cổ tiên môn nhưng trên thân đỉnh có đồ án các thần thú long phượng kỳ lân giống như mỗi một con đều có thể khôi phục sống lại đây đều là tiên đỉnh không phải một kiện pháp khí hay sao Lăng Hàn Hoài nghi, bởi vì hắn cảm giác tiên đỉnh bộc phát có thể nghiền ép chúng sinh. Đây chính là 10 đỉnh hợp nhất, trình độ chắc chắn không cần phải nói, tuyệt đối vượt qua tiên kim nhị tinh, thậm chí tiên kim tam tinh. Trong tiên đỉnh xuất hiện một tia sáng, 10 đạo thần mang tự động dung hợp cùng với 10 tiên đỉnh, bên trong 9 đạo lôi đỉnh, dùng hỗn độn thần lôi làm chủ, lôi đỉnh tự động bổ sung thần mang còn thiếu, huyễn cảnh hắc mang cũng bám vào, cho nên thần mang có hai thuộc tính: tổn thương và huyễn cảnh hiện tại uy lực của thần mang lớn bao nhiêu, Lăng Hàn hết sức tò mò, 10 đỉnh hợp nhất tạo thành chất biến. Lăng Hàn kiên nhẫn dưỡng thương, lại qua một tháng, hắn mới đứng dậy rời đi. Hơn 4 tháng, hắn liên tục dưỡng thương suốt 4 tháng, nhưng bây giờ thương thế của hắn đã khỏi hẳn, cũng là lúc nên rời đi. Sau khi 10 đỉnh hợp nhất, tiên đỉnh mới còn chưa tu đến viên mãn, hắn tạm thời không có suy nghĩ đột phá sinh đan, cho nên hắn cũng không tiếp tục chờ đợi tại nơi này. Hơn nữa, hắn cảm thấy chiến lực tăng nhiều, đang muốn tìm đám người đồng khiếu thử một chút. Hắn ra khỏi tổ kiến, phát hiện bên ngoài có một người đang ngồi xếp bằng. Là Phùng Gia Phùng Côn, sinh đan hậu kỳ. Lăng Hàn cởi ra hư không thú, hắn bước tới gần Phùng Côn. Phùng Côn phát giác, hắn mở mắt nhìn về phía Lăng Hàn, trên mặt còn mang theo thần thái ngạc nhiên. Tiểu tử này tự mình đi ra, như thế nào, biết không thể trốn cho nên từ bỏ ý niệm chạy trốn, từ đó muốn tử chiến một trận. Rất tốt, thành toàn cho ngươi rốt cục không tránh nữa sao? Hắn từ tốn nói, thân là sinh đan hậu kỳ, hắn nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Lăng Hàn cười một tiếng, mấy con chó dại, lúc trước ta lười chấp nhặt các ngươi, các ngươi cứ lao tới cắn chặt không buông, hôm nay ta sẽ giải quyết tất cả, tránh các ngươi làm phiền ta. Tiểu bối, ngươi lấy dũng khí từ nơi nào? Phùng Côn cười lạnh, hắn nhanh chân tới gần Lăng Hàn. Chương 4390, chém giết sinh đan hậu kỳ. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, Hắn bình tĩnh thong dong và trang bức không gì sánh kịp. Phùng Côn tức chết, nhưng hắn là sinh đan hậu kỳ, chiến lực của hắn đạt tới lục trọng thiên, đối với Lăng Hàn mà nói, cấp bậc của hắn đủ sức nghiền áp Lăng Hàn, hiện tại Lăng Hàn dám lên mặt với mình. Quả nhiên, hắn đã cam chịu. Phùng Côn cười lạnh một tiếng, hắn đi lên phía trước và vung tay đánh vào đầu Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất quyền ngăn cản công kích của Phùng Côn, đúng là không biết lượng sức. Phùng Côn cười lạnh, ầm, hai người va chạm với nhau lực lượng hùng hậu phun trào lại thấy lang hàn bay ra ngoài phùng côn biến sắc bởi vì lực lượng của tiểu tử này đã tăng lên một đoạn đạt đến cấp bậc sinh đan tam trọng thiên đây là khái niệm gì sinh đan trung kỳ bình thường chỉ có lực lượng như vậy thậm chí chỉ có chiến lược đạt tới cấp bậc này bây giờ một tên chú đỉnh đã có chiến lực như thế việc này kinh người thế nào sinh đan có thể nghiền ép chú đỉnh tuyệt đối bốn tiểu cảnh giới của sinh đan cảnh cần tích lũy hình thành ngay cả thiên kiêu như phong kế hành cũng không thể đánh vỡ thiết luật này hiện tại thiết luật bị đánh vỡ. Lang Hàn là gì? Hắn là quái vật, làm cho Phùng Côn khiếp sợ chính là, hắn dùng lực lượng ngũ trọng thiên oanh kích, Lăng Hàn có thể tiếp được, hơn nữa còn không bị chút tổn thương nào. Làm sao có thể, Lăng Hàn xác thực yêu nghiệt, lấy chú đỉnh cảnh giới có thể có được sinh đan tam trọng thiên lực lượng, nhưng hắn thế nhưng là lấy ngũ trọng thiên lực lượng oanh kích, kém dòng dã lưỡng trọng thiên lực lượng, cái này chỉ ít cũng được để Lăng Hàn thổ huyết. Hiện tại, Lăng Hàn khí định thần nhàn, giống như vừa rồi cùng hắn đấu một cái người căn bản không phải hắn gặp quỷ sao lăng hàn cười nhạt một tiếng vừa rồi đấu thời điểm hắn còn không có vận chuyển ra tinh thần màn sáng trong cơ thể chiếc kia tiên đỉnh liền tự động vận chuyển đem phùng côn lực lượng hoàn toàn phân giải lại không cách nào đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương đáng tiếc là mặc dù tiên đỉnh có hiệu quả hóa giải lực lượng nhưng không thể hấp thu cho hắn sử dụng bằng không hắn sẽ càng trâu bò hơn trước quả nhiên tiên đỉnh duy nhất cũng có được năng lực đặc thù đây là đệ nhất tiên đỉnh từ xưa tới nay. Phùng côn cau mày, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trên người người cất giấu bảo vật tuyệt thế. Hắn lộ ra vẻ mặt tham lam, nếu không phải như thế, tại sao một tên chú đỉnh có thể huyết tẩy đồng ra? Nhưng nhìn đồng khiếu còn sống, như vậy có thể biết món bảo vật của Lăng Hàn cũng có hạn mức cao nhất, hoặc nó không thể phát huy bao nhiêu uy lực khi nằm trong tay Lăng Hàn. Hắn lại là sinh đan hậu kỳ, hoàn toàn không kém gì đồng khiếu, cho nên hắn phải sợ. Nghĩ như vậy, hắn không phát tín hiệu, hắn quyết định một mình bắt lấy lăng hàn tìm ra bảo vật trên người đối phương bắt lại cho ta phùng côn giết tới thời gian hơn nửa năm qua lăng hàn liên tục chạy trốn bọn họ như chuột chạy qua đường hắn chỉ biết trốn đông trốn tây cho nên phùng côn nắm giữ tâm lý chiếm ưu thế lăng hàn ngăn cản hắn phát động đại la thiên bảo thuật đấu với phùng côn đây là tiên thuật cấp tôn giả có thể tăng chiến lược của hắn lên hai trọng thiên cộng thêm hắn có lực lượng tam trọng thiên chiến lực của hắn đã đạt tới ngũ trọng thiên, hắn có tư cách đối kháng phùng côn. Ha ha, thì ra là nắm giữ bí thuật, khó trách phách lối như vậy. Phùng côn cười lạnh, hắn cho rằng đây là nguyên nhân lăng hàn dám xuất hiện đấu với hắn. Nhưng chiến lực của hắn đâu phải ngũ trọng thiên. Phùng côn vận dụng một môn bí pháp, chiến lực của hắn tăng lên lục trọng thiên, kể từ đó hắn vẫn chiếm cứ ưu thế. Lăng hàn không quan trọng, lực lượng hắn hóa giải không được, tiên đỉnh sẽ hóa giải giúp hắn, tiên đỉnh duy nhất giống như cái động không đáy, cho dù dùng lực lượng gì oanh kích cũng có thể hấp thu, sau đó hóa giải. Ha ha, tiểu tử, nếu ngươi giao bí thuật ra, ta còn có thể lưu ngươi toàn thây. Phùng Côn cười nói, thế công nhanh hơn. Ha ha, chỉ đấu với người mấy chiêu thôi, người cảm thấy đây là toàn bộ thực lực của ta hay sao? Lăng Hàn lắc đầu, hắn vận dụng chiến thần tam thức, thiên địa dùng hắn làm hạch tâm, lực lượng vô tận ập tới. Cái gì? Phùng Côn kinh hãi, hắn cảm thấy áp lực khi đối mặt với khí thế của đối phương. Oanh, Lăng Hàn giết tới, siết chặt hai tay, một thức, hai thức, ba thức, hắn xuất ra ba trường, phùng côn bị đánh lui vài bước, hơn nữa trưởng lực của Lăng Hàn một thức hùng hậu hơn một thức, thời điểm ngăn cản thức thứ ba, phùng côn lui lại hơn trăm bước, sắc mặt hắn đỏ bừng như máu. Cho dù sử dụng thánh thuật, chiến lực của Lăng Hàn đã đạt tới lục trọng thiên, thậm chí còn mạnh hơn phùng côn một chút, Lăng Hàn vẫn không đủ thực lực đánh trọng thương cường giả sinh đan hậu kỳ. T, phùng côn huyết khí lạnh, không quản nguyên nhân là gì, một chú đỉnh lại có chiến lược sinh đan lục trọng thiên, đây là việc rất khủng bố, hắn nói ra ai sẽ tin. Quả nhiên không thể lưu ngươi sống sót được nữa, hắn lạnh lùng nói ra, sau đó phát động phản kích, hơn nữa hắn áp chế lòng tham báo tin cho ba tên đồng bạn, hắn sợ sẽ có biến hóa. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, lang hàn âm thầm lắc đầu, thời điểm hắn tu vi cửu đỉnh đã có được lực lượng sinh đan nhất trọng thiên, nhưng đột phá đến thập đỉnh, hơn nữa là 10 đỉnh hợp nhất nhìn như đi ra hai bước, cấp độ đã gia tăng hai tiểu cảnh giới, nhưng trên thực tế lực lượng chỉ đạt tới tam trọng thiên. Không có biện pháp, chú đỉnh tăng lên một tiểu cảnh giới có thể sánh ngang sinh đan gia tăng một tiểu cảnh giới hay sao? Cho nên, muốn diệt Phùng Côn, hắn nhất định phải dùng đòn sát thủ. Lăng Hàn có ý định thử thần mang một chút, hắn muốn xem uy lực 10 đỉnh hợp nhất là thế nào. Mắt thấy Phùng Côn đánh tới, Lăng Hàn điểm ra một chỉ một đạo lôi đình thần mang bay ra ngoài, lôi đình chính là thần lôi lúc hỗn độn sơ khai đại biểu lôi phạt công chính của thiên địa. Không chỉ như vậy, bên trong hỗn độn thần lôi còn có một bức màn màu đen, huyễn cảnh hắc mang không biến mất, nó chỉ hòa vào làm một thể với thần lôi khác mà thôi. Phùng Côn Lâm vào ảo cảnh, kỳ thật việc này không ảnh hưởng tới bản năng chiến đấu của hắn, cho nên hắn hay đấm ra một quyền ngăn cản thần mang. Oanh, tiếng sấm nổ vang, Phùng Côn bị đánh bay ra ngoài, lôi đình đánh hắn thành hai đoạn. Uy lực của thần mang còn vượt qua thất trọng thiên, đạt đến bát trọng thiên, cho nên một kích thần mang có thể miểu sáng phùng côn chiến lực lục trọng thiên. Kỳ quái sao? Không kỳ quái, bởi vì lúc trước chỉ là một đạo hỗn độn thần lôi không trọn vẹn đã có thể sánh ngang đế thuật, hiện tại bổ sung đầy đủ, uy lực của nó đã vượt qua đế thuật, bộc phát chiến lực bát trọng thiên không phải việc rất bình thường hay sao? Lăng Hàn cười ha ha, mặc dù hắn suýt chết đi, nhưng hiện tại nhìn thấy uy lực của hỗn độn thần lôi, hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá. Hơn nữa, hắn còn chưa vận dụng uy lực của tiên đỉnh duy nhất. Không, Nơi xa, Phùng Thiệu Lâm và Phùng Kiếm đang chạy tới, bọn họ nhìn thấy Phùng Côn bị miểu sát, mí mắt của bọn họ như rách ra, trong mắt đồng khiếu mở ra thật to, sắc mặt hắn trắng bệch giống như thừa nhận kinh hãi to lớn. chương 4391, lại diệt một người. Lăng Hàn để mắt tới đồng khiếu, sát khí lưu chuyển. Đồng khiếu vốn tâm hoảng ý loạn, hiện tại bị Lăng Hàn nhìn chằm chằm, nội tâm hắn bồn chồn. Việc này nói ra rất hoang đường, một chú đỉnh lại có thể làm sinh đan hậu kỳ cảm thấy hoảng loạn, nhưng cảnh tượng lăng hàn miểu sát phùng côn hiện ra rõ mồn một, một hắn có thể không sợ hãi hay sao ác tử người đáng chết phùng thiệu lâm hét lớn một tiếng hắn lao tới giết lăng hàn trên thực tế chỉ có hắn dám xông lên giết lăng hàn sinh đan hậu kỳ còn bị lăng hàn miểu sát nhưng sinh đan trung kỳ phùng kiếm dám xông lên chịu chết hay sao nhưng đồng khiếu và phùng kiếm đã bị dọa vỡ mật lăng hàn không phải chưa từng sử dụng thần mang uy lực càng lớn thì phụ tải càng lớn đây là đạo lý không thể bàn cãi Phùng Thiệu Lâm đánh tới, nhưng hắn là sinh đan viên mãn, lực lượng của hắn đã tới thất trọng thiên tiếp cận bát trọng thiên, lại vận chuyển một môn bí pháp, chiến lực của hắn sẽ tiếp cận cửu trọng thiên. Đây chính là nguyên nhân Lăng Hàn không dám đón đỡ, hắn vội vàng phát động thân pháp, chỉ trốn không công, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đồng khiếu, đây mới là mục tiêu hắn muốn chém giết. Còn thất thần làm gì, cùng tiến lên, Phùng Thiệu Lâm giận dữ hét lớn, đồng khiếu và phùng kiếm xứng sờ, bọn họ vội vàng lao tới, nhìn thấy Phùng Thiệu Lâm uy vũ như thế, lòng tin của bọn họ đã khôi phục không ít. Muốn bọn họ đơn độc đối mặt Lăng Hàn, đương nhiên bọn họ không dám, nhưng chỉ đứng bên cạnh phụ trợ, như vậy bọn họ dám làm, dù sao bọn họ đều là sinh đan cảnh. Đã thần mang không thể dùng, hắn chỉ có thể vận dụng uy lực của tiên đỉnh. Thử xem thực lực cực hạn của hắn nằm ở nơi nào. Oanh, Phùng Thiệu Lâm đánh ra một kích, lần này Lăng Hàn không trốn, hắn nghênh đón. Ngăn cản một kích của đối phương, lăng hàn cảm thấy lực lượng to lớn ập tới và tàn phá kinh mạch trong người hắn lúc trước hắn dùng thập bát la hán thủ gia tăng chiến lược lên ngũ trọng thiên bởi vậy lực lượng tranh lệch tứ trọng thiên đang càn quét thân thể hắn ngay sau đó lực lượng bị tiên đỉnh duy nhất hấp thu và phân giải nhanh chóng sau đó không lâu lăng hàn không có việc gì châu quá châu bò sau một kích này chính ba người phùng thiệu lâm cũng ngạc nhiên đã xảy ra chuyện gì lăng hàn nhoẻn miệng cười lần nữa phùng thiệu lâm tấn công không sử dụng bí pháp hắn chỉ dùng lực lượng thuần túy bành sau một kích đại đa số lực lượng bị tiên đỉnh duy nhất hấp thu nhưng vẫn có một ít lực lượng lưu lại tàn phá thân thể của hắn nhưng sau khi tiên đỉnh hóa giải lực lượng trước đó tiên đỉnh lại chấn động nhẹ lực lượng còn sót lại biến mất lăng hàn gật đầu lần này hắn có thể suy đoán ra lực lượng cực hạn của tiên đỉnh duy nhất hiển nhiên là lục trọng thiên sau khi biết được năng lực cực hạn của mình nằm ở đâu hắn không cố kỵ nữa hắn vung quyền ngăn cản công kích của phùng thiệu lâm bản thân hắn lại để mắt tới đồng khiếu hơn nữa còn không ngừng tấn công đồng khiếu có chiến lược thế nào lục trọng thiên mà thôi nói cách khác đối mặt với công kích của hắn lăng hàn không thể bỏ mặc tiên đỉnh duy nhất có thể hóa giải tất cả công kích chỉ cần công kích không lo phòng ngự có ai không đau đầu đồng khiếu hết sức buồn bực công kích của hắn đánh vào người lăng hàn như châu đất xuống biển hoàn toàn không có tác dụng gì lăng hàn công kích làm hắn run rẩy hắn sợ chúng một chiêu miểu sát như phùng côn tiểu tặc đáng chết, phùng thiệu lâm gầm thét, hắn thật sự sắp nổi điên, hắn tới đây truy sát lăng hàn báo thù, nhưng tuyệt đối không ngờ kết quả lại bồi tính mạng của một sinh đan cảnh phùng gia. Hiện tại, phùng gia chỉ còn lại hai tên sinh đan, so với thời kỳ toàn thịnh có năm đại sinh đan, thực lực này rơi xuống làm hắn muốn khóc. Hắn có thể sử dụng hỗn độn thần lôi, lăng hàn cảm giác thần mang trong tiên đỉnh đã khôi phục, nhưng hắn cũng không vội sử dụng, hắn vận dụng tiên đỉnh duy nhất. Hắn chưa hoàn toàn thăm dò ra uy năng của tiên đỉnh duy nhất. À, ba sinh đan trợn mắt, người đánh thì đánh, vận dụng tiên đỉnh làm gì? Chúng ta không phải chú đỉnh cảnh, sẽ không bị phẩm giai tiên đỉnh áp chế. Không đúng, khi bọn họ nhìn thấy rõ dáng vẻ của tiên đỉnh, bọn họ kinh hãi, bởi vì tiên đỉnh này khác với các tiên đỉnh khác, phía trên lạc ấn đồ án thần thú chân long, thần hoàng, kỳ lân, đều là thần thú khi thiên địa sơ khai, hiện tại đã sớm hóa cổ, dòng dõi huyết mạch đều không tinh khiết, khó đạt tới cấp độ tổ vương. Nhưng trên tiên đỉnh có khắc đồ án thần thú, đây là việc làm người ta giật mình ai có thể khắc lên tiên đỉnh lạc ấn chưa từng nghe thấy lang hàn cười một tiếng tiên đỉnh hơi rung động một con chân long lao ra tấn công đồng khiếu cái gì ba sinh đan mở to mắt còn có thao tác như vậy mẹ nó ai nghe nói tiên đỉnh còn có thể giống như là pháp khí đồng dạng vận chuyển quái vật người tuyệt đối là cái quái vật oanh chân long bay ra dương nanh múa vuốt uy năng kinh người đồng khiếu không thể không chống đỡ bành 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 hắn oanh liên tiếp 36 trường, lúc này mới đem chân long đả diệt. T, lúc này mới chỉ là Lăng Hàn Dương động tiên đỉnh đánh ra một đạo công kích mà thôi. Lăng Hàn cũng ở lưu ý quan sát, bởi vì hắn đối với duy nhất tiên đỉnh cũng là tràn ngập tò mò, chỉ thấy chân long đánh ra về sau, trên tiên đỉnh chân long đồ án liền phai nhạt xuống, lấy rất chậm tốc độ đang khôi phục. Hắn gật gật đầu, nói cách khác, công kích này giống như sử dụng đại chiêu, cần thời gian làm lạnh. Lại đến, tâm niệm của hắn thay đổi, lần này các loại thần thú thần hoàng, kỳ lân, huyền quy, bạch hổ lao ra khỏi tiên đỉnh, tổng cộng 7 con, tất cả đều tấn công đồng khiếu. Đây là cảnh tượng quá kinh khủng, vừa rồi chỉ là một đầu chân long đã làm đồng khiếu chật vật khi hóa ra yêu, bây giờ lại có đến 7 con, đồng khiếu làm sao bây giờ? Phùng thiệu lâm thét dài một tiếng, hắn lao về phía đồng khiếu, hắn muốn hóa giải công kích giúp đối phương, tuyệt đối không thể nhìn lang hàn công phá từng người. Lang hàn cười một tiếng, đột nhiên hắn di chuyển mục tiêu tấn công phùng kiếm. Phùng kiếm chỉ đạt tới sinh đan trung kỳ, chiến lực nhiều nhất không cao hơn tứ trọng thiên, hắn làm sao chống lại lăng hàn. Một chiêu phong thần thối đá ra, phùng kiếm lập tức trúng chiêu, ba, hắn bị lăng hàn đã vào người. Phong thần thối là thánh thuật không trọn vẹn, uy lực còn mạnh hơn bảo thuật cấp tôn giả một đoạn, lại thêm thực lực lăng hàn bây giờ dễ dàng miểu sát sinh đan tứ trọng thiên. Nhưng phùng kiếm chính là sinh đan cảnh, hắn vội vàng thiêu đốt tiên đình, muốn cưỡng ép kéo dài tính mạng. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn bổ thêm một quyền. Ngươi dám, Phùng Thiệu Lâm giống to, mái tóc đen dựng đứng, hiển nhiên hắn phẫn nộ đến cực hạn. Hắn vừa mới đánh tan bảy con thần thú nên kéo dài một khoảng cách với Lăng Hàn, hắn không thể tiếp viện ngay lập tức. Lăng Hàn làm sao để ý đến hắn, hắn xuất ra một quyền. Âm, Phùng Kiếm bị đánh nát hóa thành mưa máu đầy trời. Phùng Thiệu Lâm tức giận run rẩy, trong mắt hắn xuất hiện huyết lệ, lần này Phùng Gia đã xong đời, chỉ còn lại một mình hắn mà thôi. Tiểu Bối, ta muốn người chết không nơi chôn thây. Chương 4392, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lăng Hàn bật cười, nói: "Chết không có chỗ chôn là ra hỏa này." Phùng Côn vừa bị hắn đánh thành hai đoạn, hiện tại vẫn còn thi thể lưu lại, nhưng phùng kiếm bị hắn đánh thành mưa máu, hiển nhiên không có khả năng thu thập an táng, có thể nói chết không có chỗ chôn. "Đáng chết, đáng chết!" Phùng Thiệu lâm lao tới, hắn đã mắt đỏ, hắn chỉ muốn giết Lăng Hàn. Đồng Khiếu lại rút lui hiển nhiên phùng thiệu lâm không làm gì được lăng hàn không quản lăng hàn có thực lực khủng bố hay bí bảo trên người kinh người tóm lại kết quả sẽ không cải biến lại đánh tiếp hắn sẽ gặp nguy hiểm hắn muốn báo thù muốn lăng hàn chết hắn càng muốn sống tiếp trước đó đi tìm phùng gia liên hợp lại truy sát lăng hàn là bởi vì thực lực của hắn trên lăng hàn hoàn toàn không cần lo lắng bị lăng hàn giết ngược cho nên sát ý của hắn như lửa nhưng bây giờ tình huống khác biệt hắn có khả năng bị lăng hàn giết chết tại chỗ nội tâm của hắn khó bình tĩnh như lúc trước. Hiện tại Phùng Thiệu Lâm bắt đầu liều mạng, liền kiềm chế lăng hàn, chính mình thừa cơ chạy đi, thừa dịp bí cảnh mở ra, hắn mới 60 tuổi nên có thể tính là thế hệ trẻ thiên tài, không giống ở nơi đây, hắn đã tiêu hao một nửa tính mạng. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu, sinh đan cảnh ở bên ngoài không được gọi là cường giả nhưng cũng không phải kẻ yếu, hoàn toàn có thể sinh sống rất đắc ý. Nghĩ như vậy, hắn không có lòng trả thù, bỗng nhiên quay đầu chạy đi. Lăng Hàn lắc đầu, quả nhiên, người có thiên tính lương bạc, khi gặp nguy sẽ bội bạc. Hắn giơ tay, ba, một tia chớp đánh ra, hóa thành thần mang sáng chói. Tốc độ tia chớp quá nhanh, nhanh đến mức Đồng Khiếu không kịp phản ứng. Tia chớp còn mạnh hơn cả đế thuật, hắn trốn thế nào? Ba, hắn bị lôi đình đánh trúng, Đồng Khiếu bị đánh thành hai đoạn. Hắn còn chưa chết ngay, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn đầy phẫn hận, nếu giết Lăng Hàn khi hắn còn yếu, hắn sẽ gặp kết cục hôm nay hay sao? hắn không có thiêu đốt tiên đan kéo dài tính mạng, bởi vì lôi đình kia thật đáng sợ, trực tiếp đánh nổ tiên đan của hắn, hắn không có cơ hội thiêu đốt. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn bước tới đá vào đầu đồng khiếu, âm, nửa thân trên của gia hỏa này bay một đường vòng cung, Lăng Hàn vẫn có thể nhìn thấy phần nộ và không cam lòng trên mặt đồng khiếu. Thì tính sao, Lăng Hàn nhìn thoáng qua và thu hồi ánh mắt, hắn sẽ quan tâm địch nhân bị hắn giết hay sao? Đây không phải địch nhân hắn giết đầu tiên, cũng không phải là kẻ cuối cùng lăng hàn quay người trở lại hắn đối mặt với phùng thiệu lâm phùng thiệu lâm dừng công kích người bên cạnh liên tiếp chết đi hiện tại chỉ còn một mình hắn hắn cũng khôi phục tỉnh táo từ trong tức giận người trước mặt hắn có thể giết hay sao hắn sinh ra cảm giác tuyệt vọng bởi vì hắn đã là sinh đan viên mãn không cách nào tiến thêm một bước hắn hiện tại không thể giết lăng hàn vậy hắn còn có thể như thế nào đột phá chân ngã cảnh ha ha nếu hắn có thể đột phá hắn còn chờ tới bây giờ Người nơi này tiến cảnh tu vi quá nhanh, trên cơ bản 50 tuổi đạt tới cảnh giới gì, như vậy đến chết sẽ đạt tới cảnh giới gì, không có khả năng tiếp tục đột phá. Cho nên, đời này của hắn không có cơ hội đánh chết lăng hàn, ngược lại, người trẻ tuổi này có thiên phú kinh người, đột phá sinh đan không phải vấn đề, một khi hắn đột phá sinh đan, hắn sẽ mạnh tới mức nào. Nghĩ như thế, ý chí chiến đấu của Phùng Thiệu Lâm giảm mạnh, đánh tiếp có ý nghĩa hay không? Hiện tại Lăng Hàn không nghĩ ngưng chiến, hắn lao lên, Lăng Hàn muốn giải quyết hậu hoạn, tiểu bối, ta cũng không tin bí lực của ngươi là vô tận. Phùng Thiệu Lâm thấy thế cũng hạ quyết tâm, dù sao Lăng Hàn chỉ là chú đỉnh, người có chiến lực mạnh hơn nữa nhưng bí lực dự trữ sẽ có hạn, hắn không tin Lăng Hàn có thể duy trì trong chiến đấu cường độ cao. Chiến chiến chiến, Lăng Hàn không ngần ngại liều mạng với Phùng Thiệu Lâm, bởi vì hắn không hao phí bao nhiêu khí lực và bí lực, tiên đỉnh có thể tự động hóa giải công kích của Phùng Thiệu Lâm, nhưng Phùng Thiệu Lâm lại khác, hắn không ngừng tiêu hai bí lực tiếp tục đánh nữa, đối phương sẽ tiêu hao hết bí lực. Hai người kịch chiến, song phương người đánh ra một trường, ta đánh người một trường, hai bên đánh nhau rất kịch liệt. Nếu có người khác đứng đây xem cuộc chiến, nhất định sẽ không dám tin vào mắt mình. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một chú đỉnh đang giao thủ với sinh đan viên mãn. Đây là chuyện đầm rồng hang hổ, chỉ có thể xuất hiện trong mộng, nhưng bây giờ lại diễn ra ngay trước mặt của bọn họ. Không đến bao lâu, Lang Hàn lại vận dụng đại chiêu sát khí sung kích cho dù phùng thiệu lâm chính là sinh đan viên mãn thì thế nào hắn vẫn trúng chiêu và lâm vào mê mang sau đó lăng hàn bắt đầu bạo phát lôi đình thần mang tư một đạo thiểm điện bổ tới sau đó tất cả thần thú trên tiên đỉnh duy nhất lao ra ngoài và sung kích phùng thiệu lâm cuối cùng bản thân lăng hàn cũng lao tới phát động yêu hầu quyền trong thời gian ngắn hắn phóng ra ba đại chiêu liên tục chuyện này quá kinh khủng mặc dù phùng thiệu lâm thanh tỉnh ngay lập tức nhưng không thể vận dụng đại chiêu công kích hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân oanh 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 lang hàn đánh ra ba đại chiêu chỉ thấy phùng thiệu lâm bị hắn đánh bay ra ngoài hắn bay một đường vòng cung trên bầu trời miệng phun máu tươi như suối sau ba đại chiêu yêu hầu quyền thần thú công kích đều có uy năng thất trọng thiên chỉ có hỗn độn thần lôi vượt qua thất trọng thiên đạt đến bát trọng thiên ba chiêu cùng oanh kích uy lực của chúng rất mạnh cũng đánh phùng thiệu lâm trọng thương nhưng sinh đan viên chính là sinh đan viên mãn chúng một kích như thế, Phùng Thiệu Lâm vẫn không chết. Hắn đứng vững, trong miệng phun máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn đầy phẫn hận. Lăng Hàn thở dài, vẫn còn kém một ít, ba đại chiêu cùng xuất hiện, hắn không thể xử lý sinh đan viên mãn, cường giả cảnh giới này quá khó giết. Hơn nữa, Phùng Thiệu Lâm không được tính là thiên tài, nếu đổi thành phong kế hành là sinh đan viên mãn, Lăng Hàn khẳng định không nói hai lời trực tiếp quay đầu rời đi, giống như dùng nhân đỉnh đánh nhau với cửu đỉnh, không phải muốn chết thì là cái gì. Lăng Hàn đuổi theo, mượn cơ hội này giải quyết Phùng Thiệu Lâm triệt để. Phùng Thiệu Lâm không ham chiến, hắn hiện tại bị thương không nhẹ, hơn nữa ai biết Lăng Hàn có thể vận dụng đại chiêu vào lúc nào, mấu chốt là công kích của hắn không có hiệu quả với Lăng Hàn, việc này đã kích chiến ý của hắn. Đi, hắn xoay người bỏ chạy, Lăng Hàn đuổi theo, Phùng Thiệu Lâm cảm thấy thê lương, lúc trước hắn và đám người đồng khiếu bá đạo cỡ nào, đuổi theo Lăng Hàn không bỏ, nhưng mới trôi qua thời gian nửa năm, tất cả mọi việc đã khác biệt. Đây thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cho dù không cam long thế nào, có hối hận thì thế nào, hắn hiện tại chỉ có thể kẹp chặt đuôi phi nước đại. Chương 4393, dùng toàn lực. Phùng Thiệu Lâm chạy nước đại, Lăng Hàn vẫn đuổi theo không bỏ. Hắn cũng có bảo vật truy tung, cho nên hoàn toàn không thèm để ý, cứ chậm rãi đuổi theo phía sau, hắn không cho Phùng Thiệu Lâm cơ hội chữa thương. Cứ như vậy, hai người rượt đuổi nhau suốt hai ngày. Phùng Thiệu Lâm chật vật không chịu nổi, Hai ngày lao nhanh, bí lực của hắn hao tổn rất lớn, hơn nữa hắn không thể khôi phục thương thế, thương thế chẳng những không chuyển biến tốt, hơn nữa đang biến xấu đi, hắn rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Xèo, hắn lao vào một khu rừng đá, phía trước lại xuất hiện một đống người. Đúng dịp chính là, đó là đám người phong kế hành. So với lần trước, lúc đó Phùng Thiệu Lâm khí phách ngập trời, hiện tại hắn như chó nhà có tang, thật sự không thể so sánh nổi. A, à, Phùng gia chủ, phong kế hành quay người nhìn sang Hắn rất ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Phùng Thiệu Lâm chính là cường giả sinh đan viên mãn, chiến lực có thể đạt tới bát trọng thiên, thậm chí còn mạnh hơn hắn nhiều, hiện tại hắn lâm vào thảm cảnh như thế, hắn đã gặp đối thủ cường đại cỡ nào? Phùng Thiệu Lâm thở ra, nơi này có nhiều người như thế, có lẽ có thể ngăn chặn giúp hắn một chút, dù sao nơi này không thiếu truyền nhân đại giáo, trong tay cầm rất nhiều bí bảo, hắn cảm thấy kiêng kỵ không thôi. Nhưng hắn có thể nói mình bị một tên chú đỉnh truy sát hay sao? nói đùa gì thế sinh đan viên mãn bị chú đỉnh truy sát có ai tin tưởng sắc mặt hắn xấu hổ hắn không nói một lời đúng lúc này lăng hàn đuổi theo phía sau lăng hàn nhìn thấy lăng hàn xuất hiện đôi mắt phong kế hành lộ ra sát khí lạnh như băng hắn không nghĩ tới lăng hàn chính là người truy sát phùng thiệu lâm lăng hàn nhìn sang phong kế hành hắn cười nhạt thật đúng lúc gặp phải ra hỏa này mặc dù hắn chưa bước vào sinh đan nhưng muốn chấn áp phong kế hành lại dễ dàng hơn rất nhiều Hút ngay, hắn thản nhiên nói, phong kế hành cười ha ha, gương mặt hắn lạnh như băng, tiểu tử này nhiều lần đối đầu với hắn, thậm chí tranh đoạt cơ duyên của hắn, sát khí của hắn bộc phát tận trời. Muốn chết, hắn xuất thủ không hề cố kỵ, hắn đánh ra một trưởng mang theo ký hiệu thành phiến, thanh thế cực kỳ to lớn. Lăng Hàn không sợ, hắn điểm ra một chỉ, chuyện này rất đơn giản, lại là dùng lực phá vạn pháp, tất cả ánh sáng và ký hiệu biến mất. Cái gì, không chỉ phong kế hành ngạc nhiên, ngay cả Tống Lam, Cát Thường Thiên bên cạnh cũng ngạc nhiên không nhỏ. Quá trâu bò, Lăng Hàn chỉ là chú đỉnh mà thôi. Phong kế hành, người chửi ỷ vào tu vi cao dọa người, người còn có tài năng gì? Lăng Hàn nói, cho dù tu vi của ngươi hiện tại cao hơn ta, nhưng ở trước mặt của ta, ngươi không chịu nổi một kích. Ngươi, phong kế hành tức giận nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của Lăng Hàn rất mạnh, hắn dễ dàng hóa giải một kích vừa rồi. Tại sao lại như vậy? Chú đỉnh dựa vào cái gì mạnh như vậy? không nên đắc ý quá sớm, hắn lập tức áp sát Lăng Hàn, lần này hắn vận dụng kỹ pháp thánh cấp, chiến lực tăng lên rất nhiều, chiến lực tam trọng thiên tăng lên lục trọng thiên. Chiến lực như vậy rất khủng bố, cho dù là sinh đan hậu kỳ bình thường cũng chỉ có chiến lực như thế. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể tạm thời bộc phát ra chiến lực cường đại như vậy, hắn không thể liên tục vận dụng tiên thuật thánh cấp. Lăng Hàn đối chọi gay gắt, hắn vận dụng chiến thần tam thức va chạm với phong kế hành. Lực lượng của hai người tương đương cho nên phải xem ai nắm giữ kỹ pháp mạnh hơn, hiện tại sử dụng hai kỹ pháp thánh cấp va chạm với nhau. Nhưng chiến thần tam thức chỉ là thánh thuật rất thô thiển, thậm chí có thể là bản thiếu, nó còn mạnh hơn kỹ pháp cấp tôn giả nhưng so với thánh thuật của phong kế hành thì không đáng nhắc tới. Sau một kích, Lăng Hàn lui lại mấy bước, ha ha, không gì hơn thế này, phong kế hành cười lạnh, thật không biết người đắc ý cái gì. Lăng Hàn lắc đầu, nói, không nên quên, ta chỉ là chú đỉnh, người cũng được xem là chú đỉnh phong kế hành muốn nhổ nước bọt tại sao lại có chú đỉnh biến thái như vậy hắn lại vận dụng thánh thuật nhưng lần này có một tia thần mang đánh tới phong kế hành đã luyện hóa một đạo tiên hà hòa vào tiên đỉnh hiện tại bước vào sinh đan uy năng tiên hà cũng theo nước lên thì thuyền lên lực phá hoại kinh người lăng hàn cười một tiếng hắn đánh ra một quyền ầm ừ, thần mang lao tới trước người của hắn liền là bị tiên đỉnh hóa giải uy năng phốc đã xảy ra chuyện gì phong kế hành không thể tiếp nhận hắn đạt được tiên hà cao giai sau khi luyện hóa uy lực của thần mang có thể sánh bằng kỹ pháp thánh cấp bởi vậy hắn có được hai môn thánh thuật nhưng kết quả thế nào hai môn thánh thuật cùng oanh kích lang hàn lại có thể dùng một quyền hóa giải dễ dàng hắn làm sao có thể tiếp nhận cho được nếu như cho phép phùng thiệu lâm nói đây là việc không thể bình thường hơn được nữa không thấy hắn có chiến lược bát trọng thiên cũng phải bỏ chạy chật vật hay sao ngươi tính là cái gì chứ lang hàn mỉm cười phong kế hành người có cảnh giới cao nhưng không thể áp chế ta, thậm chí còn bị ta trà đạp, ta không rõ vì sao ngươi tự nhận là đệ nhất thiên tài Bắc Thiên vực. Phong Kế Hành tức giận, hắn cũng không phải tự xưng đệ nhất thiên tài, hơn nữa hắn lúc trước là đệ nhất thiên tài chú đỉnh cảnh, trong sinh đan cảnh sẽ có thiên tài đứng đầu khác. Dám xem thường ta, hắn giết tới, sắc mặt của hắn hiện tại rất hung ác. Lăng Hàn phát động sát khí xung ký chắn làm Phong Kế Hành ngẩn ra, sau đó hắn phát động cường công, hắn chỉ đánh vài chiêu đã ép Phong Kế Hành lâm vào hạ phong. Đám người Tống Lam há hốc mồm, Lăng Hàn có thể vượt cảnh giới đấu với sinh đan đã là chuyện khó tin, nhưng hắn còn có thể đánh bại thiên kiêu đỉnh cấp như phong kế hành, việc này quá điên cuồng. Phùng Thiệu Lâm thấy thế cũng chuẩn bị chạy đi, xeo, Lăng Hàn không cường công phong kế hành, hắn nhảy sang chặn đường Phùng Thiệu Lâm. Cái gì, tất cả mọi người kinh hãi, Lăng Hàn muốn chết hay sao, dám chủ động xuất thủ với cường giả sinh đan viên mãn, hắn ngại mạng mình quá giải hay sao. Ngay cả phong kế hành cũng cười lạnh, lực lượng lăng hàn chỉ tương đương với hắn nhưng hắn dám đối đầu với sinh đan viên mãn lăng hàn sẽ bị miểu sát ngay lập tức đúng là không biết sống chết nhưng mà mọi người nhìn thấy một việc khó tin phùng thiệu lâm không dám tiếp chiêu hắn xoay người bỏ chạy phong kế hành tống lam cát tường thiên lăng hàn vận dụng sát khí sung kích thân thể phùng thiệu lâm dừng lại không tiến lăng hàn vận dụng ba đại chiêu của mình hỗn độn thần lôi thần thí trên tiên đỉnh và yêu hầu quyền việc này quá kinh khủng mặc dù phùng thiệu lâm tận lực trốn tránh đối kháng nhưng hắn bị đánh phun máu liên tục trời ơi nhìn thấy cảnh này mỗi người muốn mắng đầy thô tục thì ra kẻ truy sát phùng thiệu lâm không người khác chính là lăng hàn chuyện này quá điên cuồng tại sao một tên chú đỉnh có thể mạnh đến tình trạng như vậy phong kế hành có cảm giác bị người ta tát vào mặt nóng rát và đau đớn trong mắt hắn phùng thiệu lâm là cường giả hiện tại hắn bị lăng hàn truy sát bị đánh thổ huyết hắn còn dám xem thường lăng hàn ha ha cười rơi răng hàm. Chương 4394, át chủ bài va chạm. Phùng Thiệu Lâm không phải làm bằng sắt, hắn chạy trốn 3 ngày, thương thế của hắn không những không được trị liệu, ngược lại đang không ngừng tăng lên, 3 ngày qua, hắn đã đạt tới cực hạn, hiện tại lại trúng một đại chiêu, hắn đã không chịu nổi nữa. Bang, Phùng Thiệu Lâm té xuống đất, nhưng ngay sau đó trên người hắn tỏa ra sinh mệnh lực kinh người, hắn đã khôi phục trạng thái đỉnh phong của mình. Nhưng nhìn thấy cảnh này, mọi người lại lắc đầu phùng thiệu lâm đã thiêu đốt tiên đan hắn cưỡng ép khôi phục trạng thái toàn thịnh chuyện này không kéo dài một khi thoát ra khỏi trạng thái này tu vi của hắn sẽ biến thành phàm cảnh song đời một tên cường giả sinh đan viên mãn chỉ có thể sống tạm trên đời cũng biến mất trong vũ đài võ đạo cho dù phùng thiệu lâm khôi phục trạng thái mạnh nhất hắn vẫn không ham chiến hắn co chân chạy như bay ba ngày trước đó không phải hắn cũng ở trạng thái mạnh nhất hay sao nhưng hắn vẫn bị lăng hàn đánh trọng thương cho nên hắn hiện tại không có dũng khí đánh một trận hắn chỉ có ý niệm bỏ chạy trong đầu lang hàn không đuổi theo đã không cần từ nay về sau phùng thiệu lâm không còn là cường giả sinh đan viên mãn hắn sẽ biến thành phàm cảnh nho nhỏ phùng ra còn nhiều địch nhân bọn họ sẽ đánh chó rơi xuống nước hắn nhìn sang phong kế hành trong ánh mắt mang theo sát khí không che giấu ba phen mấy bận hắn đã nhịn phong kế hành thật lâu mà lần này hắn muốn giải quyết phong kế hành bị hắn nhìn chằm chằm phong kế hành sinh ra hàn ý hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi của phùng thiệu lâm chẳng lẽ hắn muốn bước theo gót đối phương bị bức bách thiêu đốt tiên đan cầu mạng sống nhịn ngươi rất lâu hôm nay quả báo của ngươi tới rồi lăng hàn lạnh lùng nói xong hắn lao tới oanh phong kế hành va chạm với lăng hàn một cái lực lượng của hắn không kém lăng hàn trong tình huống lăng hàn không sử dụng đại chiêu hắn có thể không sợ hắn cẩn thận đề phòng phải biết hắn không phải không có át chủ bài lăng hàn người không nên ép người quá đáng cùng lắm ta liều lưỡng bại câu thương với ngươi phong kế hành nói hơn nửa năm qua liên quân đã thanh lý rất nhiều nơi trong ác ma thâm uyên cho nên cho dù hắn bóp nát lệnh bài quay về cũng không tiếc lăng hàn cười nhạt một tiếng ngươi xứng sao lời này đầy xem thường phong kế hành siết chặt nắm đấm hắn từng là chú đỉnh đệ nhất nhân khi đó hắn tâm cao khí ngạo cỡ nào từ trước đến nay cũng chỉ có hắn dùng tư thế cao cao tại thượng đối đãi người khác phần có bao nhiêu người có thể sánh vai với hắn? Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn bị Lăng Hàn khinh bỉ đến tận xương tủy, hắn không cam lòng. Nhưng hắn không cam lòng thì thế nào, không thấy một tên sinh đan viên mãn bị Lăng Hàn ép thiêu đốt tiên đan. Hắn rất mạnh, vừa đột phá sinh đan đã có được lực lượng tam trọng thiên, đáng tiếc, hắn còn kém sinh đan viên mãn rất xa. Lăng Hàn sử dụng sát khí xung kích áp chế phong kế hành, sau khi đại chiến một lúc, hắn vận dụng đại chiêu của mình Tốt, hắn vươn tay vận dụng Hỗn Độn Thần Lôi, Thần Lôi còn mang theo ảo cảnh, Phong Kế Hành lập tức trúng chiêu, hắn lâm vào ảo cảnh, mặc dù bản năng phản ứng ngăn cản công kích, nhưng tốc độ của Lôi Đình nhanh thế nào, thứ hai, uy lực của Lôi Đình còn vượt qua đế thuật. Với thực lực của Phong Kế Hành, hắn chỉ có thể bảo trì tốc độ di chuyển cực nhanh không cho lăng hàn khóa chặt, bằng không hắn không thể tránh né Hỗn Độn Thần Lôi ở khoảng cách gần. Đây là công kích ngay cả Sinh Đan Viên mãn cũng phải sợ hãi, một kích đánh vào người chiến lực cao tới bát trọng thiên nghiền ép, tình cảnh khi đó đáng sợ thế nào. Ba, trên người phong kế hành tỏa ra hào quang rực rỡ, nhưng quỷ dị chính là, hắn không bị truyền tống đi, cũng không bị oanh sát thành cặn bã, hắn yên lành đứng tại chỗ. Ân, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, nhưng phong kế hành vừa giận vừa sợ. Sở dĩ hắn bình yên vô sự là vì có một tấm bùa trên người, chính là bảo vật cứu mạng do cường giả thánh địa ban cho hắn, có thể thay thế hắn tiếp nhận công kích chí mạng, chỉ có thể vận dụng 5 lần thời điểm hắn luyện hóa tiên hà lần trước hắn đã dùng hết một lần trong chém giết suốt nửa năm qua hắn lại dùng một lần có thể nói đã phi thường tiết kiệm không nghĩ tới lại bị lăng hàn tiêu hao một lần đây là thế tử phù đúng thế thật không nghĩ tới phong kế hành chưa kịp vận dụng át chủ bài đã bị ép dùng thế tử phù ai tên kia thật sự là chú đỉnh sao tại sao mạnh như vậy người xung quanh nghị luận ầm ý nói ra phong kế hành không có bị oanh sát cũng không có bị truyền tống đi sự thật hiện tại lăng hàn mới hiểu ra Ai, hắn thật sự chưa va chạm với xã hội, hắn còn không biết tới bảo vật thế tử phù. Phong kế hành khôi phục tinh thần, hắn siết chặt nắm đấm, sau đó vận dụng át chủ bài. Đó là một tấm giấy vàng, năm tháng đã rất lâu, trên đó tỏa ra khí thức cổ xưa không gì sánh kịp, nhưng vừa lấy ra đã bộc phát khí tức chân áp vạn cổ, đáng sợ không gì sánh được. Phong kế hành rất không muốn, đây là bảo vật hắn đạt được trong di tích viễn cổ, cực kỳ có thể là phù binh do một tên thánh nhân luyện chế, nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa uy lực của phù binh giảm mạnh nó vẫn có thể tiêu diệt một tên sinh đan cảnh thật sự không nỡ bỏ ra đây là át chủ bài hắn dùng uy hiếp lão quái vật chân ngã cảnh át chủ bài có uy lực rất mạnh nhưng không dùng mới là tốt nhất bởi vì thứ này chỉ có thể dùng một lần sau khi dùng xong uy lực sẽ không còn chết ý thức của phong kế hành đã khóa chặt lăng hàn hắn ném lá bùa đi oanh lá bùa màu vàng bay ra nó tỏa ra uy áp vô tận giống như một vị bá chủ xuất thủ lăng hàn cũng biết mình không thể ngăn cản một kích này hắn không chút do dự vận dụng hỗn độn cực lôi tháp sau đó bộc phát thiên đạo hỏa lá bùa tự động thiêu đốt nó hóa thành thanh kiếm chém về phía lăng hàn một kiếm này có tử khí bao phủ giống như thanh kiếm có thể chém nước thiên địa sắc mặt đám người tống lam thay đổi bọn họ có thể bảo toàn tính mạng trước một kích này hay không cho dù bóp nát lệnh bài bọn họ kịp chạy trốn hay không còn thế tử phù ha ha một kích này tỏa ra uy năng ngập trời nó đủ sức chém giết người mấy trăm lần, thế tử phù có tác dụng bao nhiêu lần. Nhìn ngang nhìn dọc, Lăng Hàn chết chắc, phong kế hành lộ ra vẻ mặt dữ tợn, có thể ép hắn dùng át chủ bài, Lăng Hàn chết cũng có ý nghĩa. Xoát, một kiếm chém tới, uy lực không thể đỡ. Oanh, thiên đạo hỏa sôi trào, hỏa diễm bao phủ thiên địa. Kiếm vừa bay tới đã bị hỏa diễm nung chảy, hóa thành năng lượng thiên địa thuần túy và biến mất. Phải biết thiên đạo hỏa thời kỳ toàn thịnh có thể luyện hóa mẫu kim, hiện tại thiên đạo hỏa kém hơn một chút, nhưng phù binh của phong kế hành không phải bảo vật do đại đế lưu lại, hơn nữa trải qua vô số năm tháng ăn mòn, uy lực giảm đi rất nhiều. chương 4395, oanh bại, thiên đạo hỏa quét qua, đạo kiếm bị luyện hóa dung hợp, nhưng uy lực của phù binh quá khủng bố, thần kiếm huyễn hóa đã bị thiên đạo hỏa thiêu đốt. Chuyện này, tất cả mọi người chố mắt, bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình. Bọn họ biết rõ uy lực phù binh của phong kế hành khủng bố cỡ nào, vào thời điểm thần kiếm hiển hóa ra bọn họ có cảm giác thân thể như vỡ nát đại chiêu như vậy bị một đạo hỏa diếm của lăng hàn thiêu đốt ai có thể tin tưởng phong kế hành không thể tiếp nhận được hắn ngơ ngác nhìn lăng hàn ánh mắt của hắn cực kỳ cổ quái lăng hàn cười nói còn có đại chiêu gì không đến đây ta phụng bồi hắn còn có bốn đạo thiên đạo hỏa hắn không tin phong kế hành còn bốn từ phù binh phong kế hành cắn răng cơ bắp trên mặt co giật hắn lại không phản bác được thiên tài giống như hắn, từ trước đến nay đều vượt cấp chiến đấu, nhưng bây giờ lại bị người yếu hơn một đại cảnh giới đánh bại, hắn làm sao chịu nổi. Lòng tự trọng của hắn đã rơi xuống đất, khó chịu không cách nào hình dung. Vì cái gì, vì sao lại có biến thái như thế? Lão thiên gia bị mù mắt hay sao, tại sao lại có chú đỉnh cảnh biến thái như vậy suốt thế? Lăng hàn thét dài một tiếng, hắn lao lên giết phong kế hành, hắn xuất ra hai quyền. Phong kế hành vội vàng chống đỡ, song phương người tới ta đi, trong tình huống không vận dụng đại chiêu, phong kế hành không thua gì Lăng Hàn, nhưng chỉ cần Lăng Hàn sử dụng sát khí xung kích, phong kế hành sẽ không địch lại. Vấn đề là, Lăng Hàn còn có tiên đỉnh duy nhất, có thể hấp thu tất cả công kích dưới lục trọng thiên, việc này quá kinh khủng, cho dù Lăng Hàn đứng cho phong kế hành oanh kích, phong kế hành đánh tới thổ huyết thì Lăng Hàn vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Nói cách khác, Lăng Hàn trời sinh đã đứng ở thế bất bại, bảo phong kế hành đánh như thế nào. Hắn còn ý chí chiến đấu hay sao? Một lát sau Lăng Hàn giơ một tay lên, ầm, một tia chớp xuất hiện, ba, phong kế hành bị đánh nổ tung. Hắn lại sử dụng thế tử phù, phong kế hành không dám ham chiến, tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Lăng Hàn tiêu hao hết thế tử phù, cuối cùng hắn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Lăng Hàn làm sao có thể thả hắn rời đi, hắn phát động chỉ xích thiên nhai truy kích phong kế hành, sát khí xung kích ập tới, thân thể phong kế hành dừng lại. Trước kia tốc độ của phong kế hành còn nhanh hơn Lăng Hàn, bởi vì hắn chiếm ưu thế sức mạnh, mặc kệ thân pháp tệ cỡ nào, chỉ cần có đủ lực lượng sẽ tăng tốc cực nhanh. Hiện tại lực lượng của hai người tương đương nhau, nắm giữ thân pháp không kém nhau nhiều, như vậy phong kế hành có khả năng vứt bỏ lăng hàn hay sao? Đó là việc không thể nào. Sau khi đánh vài chiêu, lăng hàn sử dụng yêu hầu quyền kết hợp với thần thú trong tiên đỉnh công kích, phong kế hành lại tiêu tốn một lần thế tử phù. Rốt cuộc phong kế hành không còn tâm tính cầu may, há trực tiếp bóp nát lệnh bài, bằng không hắn sẽ bị lăng hàn đánh chết. Ngược lại, hắn đã vất rất nhiều chỗ tốt, hiện tại rời đi cũng không lỗ. Xeo, một vệt ánh sáng bao phủ, phong kế hành lập tức biến mất không còn tâm thích. Tất cả mọi người mở to mắt, bọn họ nhìn thấy cái gì, đường đường phong kế hành, đệ nhất nhân trong chú đỉnh tại Bắc Thiên Vực, hiện tại đã bước vào sinh đan nhưng lại bị một tên chú đỉnh giết đến mức bóp nát lệnh bài chạy ra khỏi bí cảnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có ai dám tin hay không? Lăng Hàn xoay người lại, hắn nhìn sang đám người. Lăng Huynh, Người bây giờ không thẹn là chú đỉnh đệ nhất nhân, không phải tại Bắc Thiên vực mà là toàn bộ thiên hạ." Tống Lam nói ra, mắt phượng phát sáng, nam nhân thích mỹ nữ, mỹ nữ yêu anh hùng, nam tử tuấn kiệt như Lăng Hàn, có nữ tử nào không sinh lòng ái mộ. Cho dù thứ chín Tuyệt Sắc bảng cũng như thế, sau khi nhìn thấy trận chiến này, nội tâm của nàng cũng rung động. "Bình thường thôi." Lăng Hàn thuận miệng nói ra, hắn cũng không có trang bức, bởi vì hắn cho rằng yêu nghiệt như thủy nhất, vạn đạo có khả năng tu thành thập đỉnh nhưng bọn họ có thể hợp nhất thập đỉnh hay không thì không nhất định. Cho nên, hắn tự tin đánh nhau cùng cấp sẽ không thua bất cứ kẻ nào, không phải hắn cuồng vọng, mà là hắn có thực lực như thế. Yêu nghiệt còn khiêm tốn, việc này càng làm mỹ nữ động tâm, cho dù là thánh nữ Phật tộc như các tường thiên cũng chủ động nói chuyện với Lăng Hàn, càng có ý định dẫn Lăng Hàn vào Phật môn. Chuyện này không cần bàn lại, Lăng Hàn tìm hiểu tình huống của mọi người, hơn nửa năm qua, liên quan đã càn quét gần như toàn bộ thâm nguyên, hiện tại bọn họ chuẩn bị rời đi. Nguyên vực còn có ỷ bí cảnh, di tích cổ gì có thể thăm dò sao? Dường như không còn, cho nên, lần này phong kế hành gọi mọi người tới, kỳ thật chính là muốn thương nghị thời điểm quay về. Trên thực tế, sau khi tiến vào Bạch Liên bí cảnh, bọn họ đã không còn đường lui, muốn rời khỏi chỉ có một biện pháp, đó chính là bóp nát lệnh bài. Ở chỗ này, tốc độ tu luyện mỗi người đều rất nhanh, cho dù là lão quái chân ngã cảnh, bọn họ chỉ mất 50 năm là đạt tới cảnh giới như vậy. Bởi vì thiên địa nơi này bị ước thúc đặc thù, có thể gia tăng tốc độ tu hành của võ giả. Nhưng làm thế tạo thành di chứng rất lớn, mặc dù gia tăng tốc độ tu hành cực nhanh, chúng ta vẫn hao hết sức sống. Chúng ta ở nơi này hơn một năm, tu vi của mọi người tăng lên rất nhanh, nhưng thọ nguyên của ta giảm bớt rất nhiều, mất chỉ ít một phần trăm. Một phần trăm đấy, đối với sinh đan cảnh mà nói, đây chính là 40 năm thọ nguyên. Lăng hàn gật đầu, đây chính là vấn đề lớn, tu vi tăng lên quá nhanh mà không cần trả giá. Vì cái gì người nơi này chỉ có thể tu đến chân ngã cảnh? Kỳ thật nơi này cũng có truyền thừa cao cấp, cũng có thiên tài, nhưng lại không thể tu thành cường giả chân quân, giáo chủ, chính là vì sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá nhiều, cho nên chân ngã cảnh chính là cuối cùng. Đám người bọn họ ở lại nơi này quá lâu, bản nguyên của bọn họ bị ảnh hưởng, cho dù sau khi rời đi cũng bị hạn chế ở cảnh giới nào đó, không có khả năng tăng lên. Cho nên, bạch liên bí cảnh mở ra, nó duy trì lâu nhất là 3 năm. Chúng ta quyết định càn quét bầy kiến sau cùng sẽ rời khỏi bí cảnh." Tống Lam nói với Lăng Hàn, đúng lúc này, đám người gần như cảm ứng có người tới, bọn họ đều ngậm miệng lại. Qua một lúc, có một thanh niên đi tới, hắn cười nói với mọi người. "Các vị, các lão tổ triệu kiến, thương nghị chuyện càn quét tổ kiến. Đây là người thổ dân, tuổi còn trẻ đã là sinh đan, đặt ở bên ngoài hắn là thiên tài khó lường, nhưng thiên tài như thế dùng thảo nguyên trao đổi, tiềm lực có hạn. Lăng huynh, cùng đi thôi." Tống Lam mời Lăng Hàn, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn gật đầu, tốt, đi xem tình huống một chút, hắn cũng có hứng thú với dịch kiến chúa, với lực một mình hắn, hắn khó đạt được. Mọi người quay lại và tụ tập tại một khu đất trống, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, trừ những người đến từ bên ngoài, cường giả thổ dân cũng xuất hiện, càng có nam lão quái chân ngã cảnh. chương 4396, rời đi, chiến trận này quá to lớn, Lăng Hàn im lặng đi theo mọi người, hắn là người im lặng phát tài. Ngươi, Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, một người nhảy tới, hắn tức giận chỉ vào Lăng Hàn. Lý Thị Minh, lúc trước hắn muốn cướp đoạt tiên dược của Lăng Hàn, kết quả lại bị huyễn cảnh hắc mang khống chế, hai tên tiểu đệ của hắn bị chém giết. Đương nhiên hắn không chịu nổi, bởi vì từ đó về sau hắn không gặp được Lăng Hàn. Bây giờ hắn nhìn thấy Lăng Hàn xuất hiện, thù mới hận cũ ập tới, hắn lập tức nhảy ra tính sổ với Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, a à, thì ra là ngươi, khốn kiếp, người suýt nữa quên mất ta là ai sao? Lý Thị Minh càng tức giận, hắn vung trưởng tấn công Lăng Hàn. Chỉ là chú đỉnh, đương nhiên hắn không đặt Lăng Hàn vào mắt, tranh lệch một đại cảnh giới không khác gì tranh lệch như trời và đất. Dừng tay, Tống Lam quát một tiếng, Lý Thị Minh dám không đặt Lăng Hàn vào mắt, nhưng tuyệt đối không dám không đặt Tống Lam vào mắt. Không nói Tống Lam chính là vư vật thứ 9 tuyệt sắc bảng, thiên phú võ đạo của nàng vô cùng kinh người, nghe nói giống như phong kế hành, nàng đã đột phá cửu đỉnh bước vào sinh đan. Cho nên, thực lực của hai người tranh lệch cực lớn, nếu đánh nhau, hắn phải thua không nghi ngờ. Huống chi hắn không dám mạo phạm gia nhân, nếu làm thế, hắn sẽ bị nhiều người xem thường. Hắn không cam lòng, nói, Tống tiên tử, người này giết hai tên thủ hạ của ta, ta không nuốt trôi cục tức này. Tống Lam dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, nếu người thật động thủ, người không chỉ không nuốt cục tức này, người còn có khả năng chết ngạt. Nơi này có các vị đại nhân, chưa có hổ nháo. Nàng thấp giọng trách mắng lý thị minh không cam tâm tình nguyện lui sang một bên nơi này có năm đại lão chân ngã cảnh cho dù hắn có hậu trường lớn cũng không dám cố ý đắc tội tốt rồi các vị hôm nay chúng ta thương nghị đại sự một tên thổ dân mở miệng hắn là tồn tại sinh đan viên mãn hiện tại có không ít kẻ bên ngoài đột phá sinh đan nhưng đối mặt chiến lược sinh đan viên mãn bọn họ vẫn phải nghe lời mọi người ngồi nghiêm chỉnh các vị trước khi thương lượng việc này lão phu muốn thỉnh giáo các vị một chuyện còn chưa tiến vào chính đề, lại có một tên thổ dân sinh đan viên mãn mở miệng, hắn đã hơn 70 tuổi, lông mày đã hơi ngã sang màu bạc. Trần Lão cứ nói, Cát Thường Thiên nói, những nghe bên ngoài như bọn họ dùng phong kế hành làm đại biểu, nhưng bây giờ phong kế hành bị lăng hàn đánh ra khỏi bí cảnh, hiện tại có cảm giác quần long vô thủ, bởi vậy, Cát tường Thiên, Tống Lam, Nam Cung Hào, triệu vô cực động thân ra làm đại biểu. Lão giả tóc bạc gật đầu, Lão Phu muốn biết, các vị có thể mang theo chúng ta ra khỏi bí cảnh hay không? nam cung hào nhướng mày, đương nhiên là đi theo con đường của chúng ta, theo đường cũ trở về. ha ha, tại sao lão phu nghe nói không có con đường? lão già tóc bạc lại nói, khốn kiếp, là ai tiết lộ bí mật? sắc mặt nam cung hào không có biến hóa, hắn cười ha ha một tiếng. trần lão nghe ai nói, đây là chuyện không có thật. như vậy, nam cung tiểu hiếu, xin ngươi giao lệnh bài của ngươi cho lão phu được chứ? Lão giả tóc bạc cười nói, lúc này, Nam Cung Hào biến sắc, hắn cau mày nói. Đây là át chủ bài cứu mạng, tha thứ ta không thể giao ra. Lão giả tóc trắng cười to, tiểu hiếu, lão phu có thể cam đoan với ngươi, trong càn quét sau đó, không cần ngươi suốt một phần lực, thu hoạch sẽ không thiếu phần của ngươi. Cho nên, ngươi giao lệnh bài cho ta chứ. Nam Cung Hào không nói gì, đối phương đã nói như thế, hắn còn có thể nói cái gì. Tâm phòng bị người không thể không có, bảo vật cứu mạng nên lưu lại trên người mình mới tốt hắn trả lời lão già tóc bạc lại lắc đầu theo lão phu thấy người đang nói dối người không chịu giao lệnh bài ra là bởi vì đây là biện pháp rời đi duy nhất những kẻ bên ngoài nhìn nhau bọn họ đều kinh ngạc là ai tiết lộ bí mật bởi vì điều kiện tiên quyết giúp bọn họ hợp tác với thổ dân chính là lúc bọn họ rời đi sẽ mang theo thổ dân rời đi nhưng chuyện này không có khả năng thực hiện đám thổ dân sẽ khách khí với bọn họ hay sao hơn nữa chuyện này quan hệ đến mấy ngàn đến mấy vạn năm thọ nguyên có thổ dân nào không liều mạng giành lại lệnh bài chính mình rời đi ha ha không cần phủ nhận lão giả tóc trắng nói lão phu từng bắt một người trong các ngươi dùng nghiêm hình tra tấn hắn đã nói rõ tất cả rồi nghe nói như thế mọi người không thể nói gì đã như vậy các vị nên giao lệnh bài ra đi lão giả tóc bạc cười nói vẻ mặt ôn hòa của hắn lạnh như băng chuyện này dính tới tuổi thọ của mình hắn có thể không quan tâm hay sao? Lăng Hàn thở dài, chẳng lẽ hắn là tai tinh hay sao? Vừa đến đã trở mặt, kẻ bên ngoài đứng lên, đương nhiên bọn họ không chịu giao lệnh bài ra, đừng nói bọn họ sẽ bị vây tại nơi này, nơi này rất đặc thù, ở càng lâu thọ nguyên tiêu hao càng nhiều, rất ít có người có thể sống hơn trăm năm. Đám thổ dân muốn sống lâu hơn, bọn họ muốn đoản mệnh hay sao? Trong lúc nhất thời, hào khí dương cung bạt kiếm, đám thổ dân luôn kiêng kỵ bí bảo trong tay kẻ bên ngoài, không muốn quá mức bức bách, nhưng bây giờ đã khác, vì mấy trăm năm, mấy ngàn năm thọ nguyên, có ai không quan tâm. Lang Hàn nhìn năm lão quái chân ngã cảnh, hắn lắc đầu, có năm người này tỏa chấn, đương nhiên kẻ bên ngoài không có phần thắng, cho nên, hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là bóp nát lệnh bài, bằng không sẽ bị bắt, lệnh bài bị tìm ra, bọn họ sẽ chết tại nơi này. Đương nhiên các thiên tài không thiếu kẻ quả quyết, bọn họ nhao nhao bóp nát lệnh bài, bỗng nhiên thấy từng tia sáng xuất hiện, bọn hị truyền tống quay về. Lăng Hàn cũng không do dự, hắn là chú đỉnh rất nghịch thiên, sau khi dùng đại chiêu có thể mài chết sinh đan viên mãn, nhưng đối mặt với lão quái chân ngã cảnh, hắn không có chút phần thắng. Ai, hắn cũng không may, không phải truy sát người ta sao, hiện tại mơ mơ hồ hồ bị rơi vào cái hố ở nơi này. Còn tốt, nên thu hoạch đều thu hoạch, hắn đã không có tiếc nuối. Rời đi thôi, vừa vặn đi tìm đánh phong kế hành. Lăng Hàn bóp nát lệnh bài, hắn bị tia sáng bao phủ, hắn lập tức bay lên, sau đó ra tốc, chỉ trong nháy mắt hắn không phát hiện sự vật bên ngoài sau đó hắn phát hiện mình rơi từ trên trời xuống hắn phản ứng cực nhanh vội vàng lật người đáp xuống đất đi ra ở bên cạnh hắn đám người tống lam cát tường thiên nam cung hào xuất hiện xảy ra chuyện gì lập tức có đại nhân vật tôn giả cấp bay tới chuyện này quá đột ngột bọn họ phát hiện có rất nhiều người cùng quay về có người nói chuyện nhanh chỉ vài câu đã nói rõ chân tướng chương 4397, bao che khuyết điểm. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, đó là lão giả hơn 70 tuổi. Chân ngã cảnh, đây là thổ dân, hiển nhiên hắn đã cướp đoạt lệnh bài của ai đó và thành công rời khỏi bí cảnh. Hừ, có tôn giả xuất thủ bắt lấy lão giả kia, lão giả đáng thương, hắn là cường giả vô địch trong bí cảnh, khi đi ra, trong mắt tôn giả, hắn yếu như con kiến. Hắn không thể đối kháng tôn giả, hắn bị bắt tới trước mặt đối phương lão giả lộ ra vẻ mặt không dám tin, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, thế giới bên ngoài đầy cường giả, không nghĩ tới hắn đụng phải nhanh như vậy. Thổ dân nho nhỏ, người dám hại đệ tử của chúng ta. Tôn giả kia hừ một tiếng, tay bóp, ba, lão giả bị bóp nát biến thành mưa máu. Chân ngã cảnh thì thế nào, ở trước mặt tôn giả lại nhỏ yếu như sâu kiến. Lục tục ngo ngoe, có một ít thổ dân cướp được lệnh bài thoát khỏi bí cảnh, bọn họ bị tôn giả tùy tiện đánh giết, không ai có thể sống sót lăng hàn hơi xúc động ai muốn tìm chết chứ thổ dân làm như vậy không phải vì muốn sống lâu thêm vài năm nhưng cả hai đối lập tạo thành thổ dân giết kẻ bên ngoài trong bí cảnh bước ra bên ngoài người bên ngoài lại giết thổ dân hắn thu hồi cảm xúc yêu sầu bởi vì hắn không có năng lực cải biến làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là không chỉ có cấp độ chú đỉnh đại đào vong hai cấp độ trúc cơ sinh đan cũng có lượng lớn người đào vong thì ra bọn họ cũng gặp tình huống tương tự đám thổ dân bắt đầu trở mặt muốn cướp đoạt lệnh bài của bọn họ rời đi. Nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cẩu, lâm lạc, chu hằng. Nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc xuất hiện, Lăng Hàn thở ra, người bên cạnh hắn không bị ảnh hưởng. Mọi người gặp nhau, bọn họ thập phần vui vẻ, bởi vì đám người nữ hoàng, hổ nữ đã bước vào chú đỉnh, hơn nữa còn đạt đến tứ đỉnh, ngũ đỉnh, có thể nói phi thường kinh người. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người đã lui ra khỏi Bạch Liên bí cảnh, cánh cửa ánh sáng trên bầu trời lóe sáng vài lần sau đó biến mất. Cửu Sơn, một giọng nói vang lên, chỉ thấy một tên tứ cực cảnh tôn giả đi nhanh tới, hắn quát Cửu Sơn tôn giả. Có đệ tử thánh địa của các ngươi hại người, giao hắn ra, bản tọa muốn cắt một tay một chân của hắn. Cửu Sơn tôn giả ngạc nhiên, đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn về phía đối phương, nói: "Ngươi uống lộn thuốc, hừ, ngươi còn muốn giảo biện sao?" Tên tôn giả kia hừ một tiếng, nói: "Phong kế hành của ta từng chú đỉnh cảnh đệ nhất nhân, hiện tại đã bước vào sinh đan." lại bị một tên chú đỉnh thánh địa các người đánh bại nếu không phải dùng thủ đoạn ám muội hắn làm sao thắng cửu sơn tôn giả sững sờ hắn không dám tin vào tai của mình chú đỉnh đánh bại sinh đan hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài như phong kế hành ngoá ai vậy châu bò như thế hắn quay đầu nhìn về phía đệ tử cửu dương thánh địa cười nói là tiểu gia hỏa lợi hại nào nhanh cho bản tôn nhìn một chút hắn không có ý trách tội ngược lại còn kiêu ngạo Cửu Dương Thánh nhân lúc trước thiên hạ vô địch, cả đời kiêu ngạo, cái mau bệnh này cũng truyền thừa tới bây giờ. Cửu Dương Thánh địa cách một vạn năm mới mở sơn môn một lần, chiêu thu đệ tử thả thiếu không ẩu, cũng có thể thấy được Cửu Dương Thánh địa tâm cao khí ngạo cỡ nào. Đối với thánh địa, bọn họ nhất định bao che khuyết điểm. Cái gì? Ai mạnh như vậy? Phần lớn người cũng không biết tình huống, nghe vị tôn giả kia nói xong, người nào cũng kinh hãi, vô ý thức nhìn sang Lục Kỳ. Nhưng Lục Kỳ đã sớm rút lui ra khỏi bí cảnh đương nhiên không thể nào là hắn, thấy mọi người nhìn sang, hắn thẹn quá hóa giận, ánh mắt nhìn sang Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói, chỉ đánh bại một phong kế hành, không có gì phải khoác lác. Ngươi, tôn giả đối diện nhìn Lăng Hàn, hắn khó mà tin được. Chú Đình thực sự có thể đánh bại sinh đan sao, dù là mượn bảo khí, quá cổ quái, tên tôn giả kia ngang nhiên xuất thủ bắt Lăng Hàn. Thời thế hiện nay không có tổ vương tỏa chấn, thánh nhân không xuất thế, tôn giả chính là chiến lược mạnh nhất có gì mà cố kỵ. Đương nhiên Lăng Hàn không có khả năng trốn tránh, nhưng cửu sơn tôn giả sẽ không ngồi nhìn, lúc này hắn ngăn cản. Trường Phong, người ép bản tôn giết người sao? Oanh, hai đại tôn giả chỉ tùy ý xuất thủ nhưng năng lượng kinh khủng sôi trào xé rách hư không, dư âm của một kích này đủ sức giết cường giả giáo chủ. Trường Phong tôn giả khẽ nhíu mày, cửu sơn, người muốn bao che đệ tử của mình, suy, liên quan gì tới ngươi? Cửu sơn tôn giả vô cùng bá đạo, Tốt, đệ tử cửu dương thánh địa đều khen hay, cảm thấy vị tôn giả này mặc dù không chịu nổi, tham điểm cống hiến của bọn họ để lừa gạt rượu, nhưng thời điểm nên cường thế vẫn cường thế đến cùng. Nếu như cửu sơn tôn giả biết suy nghĩ của mọi người, hắn khẳng định sẽ tức giận bốc khói, sau đó trở về đánh con mèo béo phì kia một trận. Ta hỏi ngươi, ngươi tin tưởng có chú đỉnh mạnh như vậy, có thể đánh bại sinh đan, thậm chí còn là sinh đan như phong kế hành hay không? Trường phong tôn giả nói, không đợi cửu sơn tôn giả trả lời, lăng hàn cướp lời nói đơn giản bảo phong kế hành đi ra ta giết hắn cho ngươi xem sen vào trước mặt tôn giả hành động này cực kỳ bất kính tự nhiên làm trường phong tôn giả giận tím mặt nhưng với địa vị của hắn sẽ không lý luận với một tên chú đỉnh hắn nhìn sang cửu sơn tôn giả ha ha xem ra bản tôn sẽ thay ngươi giáo dục môn đồ một lần cửu sơn tôn giả hư một tiếng đệ tử cửu dương thánh địa đều bá khí như thế ngươi có thể làm thế nào trường phong tôn giả tức chết người làm gương cho đệ tử sao đi ra ngoài phách lối như vậy không sợ bị người ta đánh chết sao tốt trường phong tôn giả hừ một tiếng kế hành tới người đánh với kẻ này một trận yên tâm có bản tôn ở đây hắn đừng mơ tưởng vận dụng bí bảo phong kế hành nghe xong sắc mặt hắn xấu hổ hắn thật sự nói mình bại bởi một tên chú đỉnh nhưng trường phong tôn giả tự động suy diễn nhiều hơn cho rằng lăng hàn dựa vào bí bảo phù binh mới thắng mấu chốt là phong kế hành sĩ diện, hắn không mở miệng phản bác. Hiện tại bảo hắn đánh với Lăng Hàn một trận, ách, hắn không phải tự dước lấy nhục hay sao? Còn thất thần làm gì? Trường phong tôn giả trách mắng, có bản tôn ở đây, ai dám nói người lấy lớn hiếp nhỏ? Phong kế hành bất đắc dĩ, hắn đành phải chậm rãi đi tới, vẻ mặt như táo bón và đi rất chậm. Nhưng đi chậm hơn nữa cũng có lúc tới đích, Lăng Hàn đối mặt với phong kế hành, gió nhẹ thổi qua, góc áo hai người phất phơ. Đúng lúc này, không gian sinh ra ba động vi diệu. Lập tức, tất cả tôn giả nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Chương 4398, người Tây Thiên vực tới. Tất cả tôn giả ngẩng đầu nhìn lên trời, đã xảy ra đại sự gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn theo, đúng lúc này, không gian vỡ ra, bốn người xuất hiện tại đây. Một lão giả và ba người trẻ tuổi, rất đơn giản. Nhưng có thể xé rách không gian, thấp nhất cũng là giáo chủ. Đương nhiên, tôn giả nơi này đủ nhiều tự nhiên không có người nào sợ hãi. Cực xương, đột nhiên cửu sơn tôn giả cắn răng nghiến lợi nói một câu. Đáng chết, lại tới, trường phong tôn giả cao mày, không chỉ hai người bọn họ, ánh mắt lăng hàn đảo qua, hắn thấy không có tôn giả nào không cảm thấy chán ghét, giống như lão giả kia là đại ma đầu tội ác tài trời, bất cứ người nào cũng ghét hắn. Ha ha, các vị, đã lâu không gặp, trên bầu trời, lão giả kia từ tốn nói ra, có thể cười nói tự nhiên trước mặt các tôn giả, gia hỏa này khẳng định cũng là tôn giả. Cực xương, người đến Bắc Thiên Vực làm cái gì? Cửu Sơn tôn giả hỏi. Lão giả trên bầu trời chính là cực xương tôn giả, hắn cười ha ha. Thế nào, chưa bắt đầu, các vị đã sợ hay sao? Ha ha, có gì phải sợ? Trường phong tôn giả cười lạnh, nói. Chỉ cần Tây Thiên Vực không đến gây sự, Bắc Thiên Vực sẽ được yên tĩnh. Tây Thiên Vực, a, à, thì ra cực xương tôn giả đến từ Tây Thiên Vực, khó trách không được chào đón như thế. Từ khi có bốn đại thiên vực phân chia rõ ràng, giữa bốn thiên vực xuất hiện phân tranh không ngừng. Bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mỗi thiên vực đều có thời điểm cường thế trừ Bắc thiên vực. Xu thế hiện nay, lấy Nam thiên vực mạnh nhất, Đông thiên vực thứ hai, Tây thiên vực thứ ba, Bắc thiên vực yếu nhất, Bắc thiên vực đã không thay đổi vị trí yếu nhất suốt mấy ngàn vạn năm, bền lòng với hạng bét. Lần này, có lẽ Tây thiên vực thua trong cạnh tra với Đông, Nam thiên vực, cho nên bọn họ chạy tới Bắc Thiên Vực tìm kiếm lòng tin. Mỗi lần đều là như thế, cho nên đám người cửu sơn tôn giả, trường phong tôn giả cực kỳ không chào đón cực xương tôn giả. Cực xương tôn giả cười một tiếng, đến, tỉ thí một chút, hắn chỉ vào một thanh niên, lạc tử vân, đây là chúc cơ cảnh bài danh thứ năm Tây Thiên Vực. Sau đó hắn lại chỉ hướng người trẻ tuổi thứ hai, nói. Nghe Văn Bách, chú đỉnh cảnh bài danh thứ ba Tây Thiên Vực. Sau đó, hắn chỉ người cuối cùng, Lã Vĩnh Trường, sinh đan cảnh bài danh thứ tư người xem bản tôn cũng không có muốn ước hiếp các ngươi cho ba người bọn họ đấu lôi đài với tiểu bằng hữu ở bắc thiên vực chiến đấu cùng cảnh giới vô luận ai thắng đều là thắng cực xương tôn giả lấy ra một cái bình hắn thưởng thức một lúc nói ây đây là nguyên thần dịch là bản tôn tiêu phí một chút tay chân mới có được ai thắng bản tôn sẽ tặng nguyên thần dịch cho hắn các thiên tài bắc thiên vực nghe xong bọn họ đều giận dữ đúng vậy thực lực tổng hợp của Bắc Thiên vực không bằng Tây Thiên vực, nhưng người cầm bài danh thứ ba thứ tư thậm chí thứ năm tới, người nghĩ nhục nhã Bắc Thiên vực hay sao? Không nói chuyện khác, lúc trước phong kế hành bài danh tinh võng 12, đặt ở Tây Thiên vực, hắn tuyệt đối có thể đứng trong top 3 nha. Hơn nữa, Bắc Thiên vực hoàn toàn có thể xa luân chiến, bọn họ cũng không tin ba người các ngươi đều làm bằng sắt. Lần này hạn định một ngày, bất kể là ai, chỉ cần thắng một trận là được. Cực xương tôn giả mang theo ba tên tiểu bối đáp xuống, Hắn chắp tay mà đi, dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không đặt các tôn giả nơi này vào mắt. Năm đó, hắn đã từng đại biểu Tây Thiên vượt đến đây, khi đó hắn vẫn là chú đỉnh, mà Cửu Sơn, Trường Phong tôn giả đều là bại tướng dưới tay của hắn, bây giờ tất cả mọi người đã thành tựu tôn giả, hắn vẫn nắm giữ ưu thế tâm lý to lớn. Cực Xương tôn giả vỗ tay một cái, hắn cầm ra ba bình đài, lại dùng đại pháp lực củng cố ba bình đài. "Đi thôi." hắn nói khẽ, ba người Lạc Tử Vân, Nghề văn bách phân biệt nhảy lên một bình đài, đây chính là lôi đài chiến, sau khi được tôn giả dùng đại pháp lực gia cố, cho dù sinh đan cảnh toàn lực xuất thủ cũng không làm nó hư hao. Lạc Tử Vân, người nên thỉnh giáo các vị trúc cơ đạo hữu của Bắc Thiên Vực. Lạc Tử Vân dáng người cao gầy, hắn nói chuyện ôn tồn lễ độ, hắn ôm quyền chào mọi người. Nghe Văn Bách là người cao ngạo, hắn đứng chắp tay trên lôi đài, vẻ mặt không coi ai ra gì. Lã Vĩnh Trường mơ mơ màng màng, buồn bã ỉu xìu, giống như không phải siêu cấp thiên tài. Ta đến lĩnh giáo, lập tức có người nhảy lên lôi đài và tấn công Lạc Tử Vân, hắn lại bị đánh bại ngay lập tức. Xeo, lại có người nhảy lên lôi đài, lần này là một tên chú đỉnh, hắn khiêu chiến nghe văn bách, hắn bị đánh một chiêu rơi xuống lôi đài. Người quá yếu không cần đi lên, nghe văn bách từ tốn nói. Đầu tiên là lãng phí thời gian, thứ hai, gặp người quá yếu, ta không khống chế nổi sức mạnh, khi đó đánh chết sẽ không tốt. Lời này, quá nhục nhã người, người Bắc Thiên vực rất giận dữ, bọn họ tranh nhau lên lôi đài khiêu chiến nhưng ở hai cảnh giới chúc cơ cùng chú đỉnh người bắc thiên vực ăn thiệt thòi bởi vì mọi người mới bước ra khỏi bạch liên bí cảnh thiên tài đều đột phá ví dụ như phong kế hành hắn từng là chú đỉnh đệ nhất nhân tại bắc thiên vực sau khi hắn bước vào sinh đan hắn còn có thể đứng đầu trong sinh đan hay sao đừng nói người thứ nhất cho dù trước một ngàn không có khả năng trước một vạn không có biện pháp cảnh giới quá thấp bởi vì có một ít thiên tài đột phá bài danh lúc trước trên tinh võng đều hơn 100, bọn họ làm sao đánh với 5 vị trí đầu. Những tôn giả kia cũng biết việc này, bởi vậy đều đặt hy vọng lên sinh đan cảnh. Trọng tôn thiên côn, từng là sinh đan đệ nhất nhân bác thiên vực, đương nhiên, bây giờ hắn cũng là sinh đan đệ nhất nhân, bởi vì hắn không có đột phá đến chân ngã cảnh, hắn rèn luyện chiến lực cực kỳ cường đại. Bác thiên vực đệ nhất nhân, chẳng lẽ còn kém tên thứ tư của tây thiên vực hay sao? Đối mặt với tình huống như thế, thiên kiêu như phong kế hành, Tống Lam không có tư cách ra tay, mới vừa vào sinh đan, bọn họ chỉ đạt tới sơ kỳ, chiến lực có thể đạt tới mấy trọng thiên. Không ngừng có người lên lôi đài khiêu chiến, nhưng tất cả đều thảm bại, bởi vì tranh lệch quá lớn. Mặc dù kết quả này đều ở chư tôn giả trong dự liệu, nhưng là, không ngừng mắt thấy thảm bại, vẫn là để những đại lão này mười phần khó chịu. Suốt cục, trọng tôn thiên côn đi ra, chân hắn dẫm hư không, từng bước một dốc lên, đi tới trên lôi đài. Việc này hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lăng Hàn cũng sinh ra hứng thú, hắn muốn biết, rốt cuộc sinh đan cảnh đỉnh cấp mạnh cỡ nào. Ha ha, rốt cuộc cũng tìm được một đối thủ làm ta lên tinh thần. Lã Vĩnh Trường từ tốn nói ra, mặc dù đối mặt chính là đệ nhất nhân trong sinh đan cảnh, hắn không coi trọng chút nào. Trọng Tôn Thiên Côn vô cùng thản nhiên, nói, ngươi chỉ có thể dừng ở đây, chương 4399, Lăng Hàn xuất thủ. Trọng Tôn Thiên Côn nhanh chân đi về phía Lã Vĩnh Trường, oanh, hắn không thu liếm khí tức của mình, Khí tức hóa thành sóng lớn ngập trời. Dù cách xa như vậy, Lăng Hàn vẫn có thể cảm ứng rõ khí tức cường đại ập tới, hắn có cảm giác lông tóc trên người dựng đứng. Mạnh, thật sự rất mạnh, Lăng Hàn tiến hành so sánh, chiến lực của Trọng Tôn Thiên Côn ít nhất đạt tới thập ngũ trọng thiên, hoặc là mạnh hơn. Quả nhiên, sinh đan viên mãn như Phùng Thiệu Lâm không thể xem là chiến lực mạnh nhất trong sinh đan cảnh, người như Trọng Tôn Thiên Côn có thể tùy tiện đạt tới thập ngũ trọng thiên, hắn còn không phải chiến lực mạnh nhất. Thú vị Lã Vĩnh Trường từ tốn nói ra, rốt cuộc hắn cũng hạ quyết tâm, oanh, khí thế đáng sợ phun trào như sông dài. Oanh, khí thức của hai người va chạm với nhau, khí thức của bọn họ như hóa thành thực chất, một đen một trắng, bọn họ không ngừng đối kháng với nhau. Khó phân thắng bại, thú vị, thật sự thú vị. Lã Vĩnh Trường gật đầu, nói, dù sao cũng là sinh đàn đệ nhất nhân Bắc Thiên Vực, không thể quá khinh thường, tốt, ta cũng lấy ra chút thực lực đấu với ngươi. Hắn thét dài một tiếng, Khí thế của hắn tăng lên rất nhiều. Trọng Tôn Thiên Côn biến sắc, mặc dù khí thế không thể hoàn toàn đại biểu chiến lực, nhưng quả thật có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Trên khí thế, hắn bị đối phương áp chế, Thiên Phong trưởng, Trọng Tôn Thiên Côn cường công, khí thế bị đoạt, nếu hắn không xuất thủ trước, đối phương sẽ áp chế hắn. Ha ha, vừa xông lên đã sử dụng thánh thuật, đúng là đủ liều. Lã Vĩnh Trường từ tốn nói ra, hắn cũng thi triển thánh thuật va chạm với Trọng Tôn Thiên Côn, khí thế của hắn không thua kém đối phương oanh hai đại thiên kiêu quyết đấu kịch liệt không bao lâu những tôn giả bắc thiên vực đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng với nhãn lực của bọn họ tự nhiên nhìn rõ ràng trọng tôn thiên côn đã rơi vào hạ phong cứ theo đà này không cần trăm chiêu sẽ bại trận người có hy vọng thắng nhất lại bại còn ai có thể thắng ba người tây thiên vực phải biết ba người này không phải đệ nhất nhân đối ứng ba cảnh giới của tây thiên vực bọn họ lại có thể đánh bắc thiên vực hoa rơi nước chảy đây quả là sỉ nhục lớn lao Trọng Tôn Thiên Côn cũng biết tình thế bất lợi của mình, hắn vận dụng từng bí pháp cường đại, hắn muốn lật về cục diện nhưng vô dụng. Lã Vĩnh Trường khống chế cục diện từ đầu đến cuối, hắn dần dần hóa ưu thế thành thắng lợi. Sau trăm chiêu, Trọng Tôn Thiên Côn bại, hắn chỉ kém hơn Lã Vĩnh Trường một ít, nhưng cao thủ giao đấu với nhau, chỉ kém một ít cũng đủ thất bại. Người thua không lấy cớ, hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện. Đây chính là sinh đan đệ nhất nhân Bắc Thiên vực, Lã Vĩnh Trường lắc đầu, nói: ta cảm thấy không có gì đặc biệt không gì hơn thế này lời này rất quá mức hắn chỉ mới thắng nhỏ mà thôi hắn không phải nghiền ép kiêu ngạo như vậy làm gì lại nói đệ nhất nhân bắc thiên vực đã bị người bài danh thứ tư của người ta đánh bại còn lấy cớ hay sao lúc này sĩ khí bên bắc thiên vực sụt giảm liền trọng tôn thiên côn cũng bại còn có ai có thể vãn hồi mặt mũi thay bắc thiên vực ha ha cửu sơn trường phong cô tuyết cực xương tôn giả dỗi ngón tay chỉ vào các đại lão sau đó lắc đầu, nói. Ai, bác thiên vực vẫn yếu như vậy, thật sự làm ta cảm thấy thất vọng, ngay cả đệ nhất nhân trúc cơ, chú đỉnh của Tây thiên vực chúng ta chưa xuất hiện, đám tiểu bối của các ngươi còn không chịu nổi một đòn. Lời này quá trào phúng, lời hắn nói rất kéo thù hận. Sắc mặt cửu sơn tôn giả và những người khác khó coi, tài nghệ không bằng người, bọn họ có biện pháp nào. Từ ngàn vạn năm trước, khí vận của Bắc thiên vực đã không bằng ba thiên vực khác, không xuất hiện tuyệt thế kỳ tài, số lượng cường giả đỉnh cao cũng ít nhất chất lượng thấp nhất đây là sự thật bọn họ quần công có thể xử lý cực xương tôn giả nhưng khi đó sẽ dẫn tới hai thiên vực chiến tranh bọn họ dựa vào nhiều người đánh thắng thì thế nào bọn họ nhất định phải đánh thắng đường đường chính chính ai xem ra không ai giành được nguyên thần dịch rồi cực xương tôn giả lắc đầu ánh mắt đảo qua đám người hắn nói rất trào phúng sự thật đúng là như thế hắn đang trào phúng toàn bộ bắc thiên vực sắc mặt các tôn giả khó coi, bọn họ siết chặt nắm đấm, vô cùng phẫn nộ. Hạo Nguyệt, người có chắc thắng Lạc Tử Vân hay không? Tử Khanh, người đánh với Nghê Văn Bách một trận, cảm thấy có thể thắng hay không? Các đại lão không ngừng truyền âm với hậu nhân và truyền nhân đắc ý cả mình, nhưng những thiên kiêu kia lại lắc đầu, bọn họ là hảo thủ tại Bắc Thiên Vực, nhưng không là gì khi đối mặt với thiên tài như Lạc Tử Vân, Nghê Văn Bách. Không cần nói Lã Vĩnh Trường, ngay cả trọng tôn thiên côn cũng bại, Bắc Thiên Vực không ai địch lại hắn. Thời gian trôi qua càng lâu, bầu không khí càng xấu hổ. Lăng Hàn thở dài, các đại lão thật keo kiệt, hắn vốn muốn chờ các tôn giả nâng phần thưởng lên cao hơn, nói người nào thắng sẽ ban thưởng cái gì đó, đáng tiếc, không ai mở miệng. Được rồi, vậy thì thắng một bình nguyên thần dịch đi. Hắn thả người nhảy lên, hắn đi lên lôi đài, đối thủ của hắn chính là Nghê Văn Bách. Lăng Hàn xuất thủ, đám người tống lam, Cát tường thiên, nam cung hào vô cùng chờ mong, bọn họ đều bước vào sinh đan, không có khả năng đánh với Nghê Văn Bách một trận, so với Lã Vĩnh Trường, cảnh giới của bọn họ kém người ta quá nhiều, chỉ có thể lo lắng xuông mà thôi. Ngươi là ai? Nghê Văn Bách hỏi, ngữ khí tùy ý. Ngươi đánh bại ngươi, Lang Hàn thản nhiên nói. Ha ha, đám người trước đó cũng nói như vậy, nhưng kết quả thì sao? Nghê Văn Bách lắc đầu, hắn lộ ra vẻ mặt khinh thường. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta rất mạnh, không dùng được, Nghe Văn Bách lắc đầu, hắn lắc lắc ngón tay, nói. Ở trước mặt ta, cái gọi là thiên kiêu sẽ lộ ra nguyên hình, các ngươi chỉ mạnh hơn người thường một ít mà thôi. Lăng Hàn chật chật, đúng thế, ta xem như lĩnh giáo công phu miệng lưới của ngươi, làm ta mặc cảm. Ha ha, ngươi có thể nói với ta lâu như thế đã đủ giúp ngươi nói khoác cả đời. Nghe Văn Bách lạnh lùng nói ra, hắn xuất trưởng tấn công Lăng Hàn. Loại tiểu nhân vật này, hắn xứng nói chuyện với mình. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn điểm ra một chỉ. Phốc, công kích của Nghe Văn Bách biến mất, chỉ kinh của Lăng Hàn đánh tới, nghe văn bách phải lùi tới biên giới lôi đài mới có thể ngăn cản hoàn toàn lập tức toàn trường yên tĩnh quá khoa trương người nào cũng biết thực lực của nghe văn bách nhưng lăng hàn chỉ dùng một chỉ là có thể hóa giải công kích của hắn thậm chí còn đánh lui hắn tới biên giới lôi đài quả thực quá kinh người sau khi giật mình mọi người cảm thấy phấn chấn có hy vọng thủ thắng cửu sơn tôn giả và các đại lão hưng phấn